chương 421, tuyệt không thể rơi hảo cảm độ. Kiếm vận gọi là một loại nói đến thực mơ hồ đồ vật, lộ tầm đối với nó cũng là ở vào kiến thức nửa vời trạng thái. Căn cứ kiếp trước một ít ký ức, tương truyền, trời sinh kiếm thai khi tu luyện tới cảnh giới nhất định lúc, có thế có, kiếm vận gia trì, hiệu quả. Kiếp trước tại hắn xuyên qua lúc, tiểu thiền nhi đã trưởng thành, sớm đã là vị đại tu hành giả, 10 cái táo bạo đại bổng hiệp chung vào một chỗ, cũng không thể là lâm thiền đối thủ. Mà khi đó lâm thiền, giống như liền đã nửa chân đạp đến vào kiếm vận, lĩnh vực. Có thế ta hiện tại mới 39 cấp A. Lộ tầm cảm thấy buồn bực. Dù là tại thu hoạch, kiếm đạo tư chất lúc, sẽ cưỡng ép tăng cường ngươi kiếm đạo cảnh giới, nhưng trực tiếp đặt chân, kiếm vận, lĩnh vực, cũng là không phải. Này hào quả nhiên có độc. Lộ tầm cảm thấy còn có rất nhiều bí mật cần chính mình đi tìm tòi, không chừng chính mình xuyên qua đều giấu giếm huyền cơ. Hắn hiện tại nhìn chính mình nhân vật bản, kiểm tra một hồi, kiếm vận gia trì, cụ thể hiệu quả căn cứ tường tình giới thiệu, lộ tầm đối với cái này bút có cụ thể hiểu rõ. Hữu hiệu phạm vi, đông vực, Tây Châu. Kéo dài thời gian, vĩnh cửu. Gia trì hiệu quả, kiếm đạo thực lực tăng cường 30%. Kèm theo hiệu quả, khoảng cách ngày trong phạm vi nhất định phe bạn kiếm tu, quần thể chuyển vận gia tăng 5%. Lộ tầm nhìn bút hiệu quả, nhìn không được hít sâu một hơi. Như vậy đỉnh sao? Hắn mở miệng nói. Nói thật, 30% hiệu quả, không thể nói thực không hợp thói thường, nhưng cũng tuyệt đối không tính thấp. Giống như một ít kỹ năng cũng có thể đạt tới cùng loại hiệu quả, chỉ bất quá có thời gian hạn chế, lại bình thường phải bỏ ra trình độ nhất định đại giới. Tỷ như, lộ tầm đến nay không có sử dụng qua đoạn kiếm thuật. Đoạn kiếm thuật đến từ chá cô thiên bên trong, đây là một bộ lấy mạng đổi chuyển vận kiếm quyết, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống hạ, lộ tầm là chắc chắn sẽ không dùng. Mà đoạn kiếm thuật bạo phát đi ra hiệu quả, tuyệt đối không phải 30% đơn giản như vậy. Bởi vậy, làm lộ tầm cảm thấy rung động không phải trị số này, mà là tăng lên tổng hợp phạm vi. Đã nói viết chính là kiếm đạo thực lực tăng lên 30%, vậy liền nói rõ là toàn phương diện tăng lên. Giống như kiếm khí, kiếm tâm, kiếm ý, kiếm loại kỹ năng. Chỉ cần là cùng kiếm đạo tương quan, đều sẽ nhận được 30% tăng lên. Đây tuyệt đối không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, những vật này vốn là hỗ trợ lẫn nhau, nếu như thống nhất nhận được tăng lên lời nói, cuối cùng bạo phát đi ra hiệu quả tuyệt đối là kinh người này muốn tới trong thực chiến đi cảm nhận một đợt mới được, bất quá ta đoán chừng chỉnh thể chiến lực rất có thể sẽ vượt lên gấp đôi. Lộ tầm ở trong lòng phỏng đoán. Chẳng trách kiếp trước thời điểm, Diệp Tùy An cái này tiên thiên kiếm thể tại tiểu thiền nhi cái này thiên sinh kiếm thai trước mặt hoàn toàn không ngẩng đầu được lên, chỉ là này, kiếm vận, chính là một đạo lạch trời. Lộ tầm nghĩ đến. Cũng không phải là nói tiên thiên kiếm thể liền không khả năng chạm đến kiếm vận của lĩnh vực này, chẳng qua là ban đầu Diệp Tùy An, rõ ràng còn không có sờ đến cánh cửa, Lâm Thiền cũng đã một chân bước vào nếu như đem Diệp Tùy An coi như tính toán đơn vị lời nói, ta cảm thấy ta hiện tại chí ít có thể đánh 2.5 cái Diệp Tùy An. Lộ tầm phỏng đoán cẩn thận. Hắn hiện tại càng tò mò hơn là, cái này, kiếm vận gia trì, kèm theo hiệu quả, đến tục cùng là cái gì phạm vi. Tường tình giới thiệu bên trong viết, tại khoảng cách nhất định bên trong, cách hắn khoảng cách không xa phe bạn kiếm tu, chuyển vận có thể tăng cường 5%. Này bằng với vẫn là quần thể tăng thêm bút. Đừng nhìn 5% không nhiều, nhưng nếu là tại đoàn trong chiến đấu, có khả năng mang đến lợi nhuận là vô cùng kinh khủng Qua, wow. ta hiện tại ngoại trừ có thể làm vú em bên ngoài còn có thể cho người ta bổ bút a à. lộ tầm cảm thấy cái này công năng nhất định phải thử một lần thế nhưng là đi nơi nào tìm chuột bạch đâu a à, bên ngoài chẳng phải có hai con thỏ trắng nhỏ sao kết quả là lộ tầm đứng dậy bắt đầu hướng về bên ngoài hang động đi đến bên ngoài hang động đầu sương mù sớm đã tán đi lộ tiểu ngư cùng tiêu lung bao không còn đùa giỡn tiếp tục nghiêm túc vì lộ tầm hộ pháp hô, một hồi gió nhẹ thổi qua, một cái nam tử mặc áo bào đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của các nàng. Ánh nắng theo phía sau hắn chiếu xạ qua đến, xuyên thấu qua hắn đón gió vất với tóc đen, thật giống như bị cắt nát đồng dạng, chiếu rọi tại trên gương mặt của các nàng. Vất vả các ngươi. Lộ tầm ôn hòa nói. a, à, Không vất vả hay không? Tiêu lung bao vội vàng khoát tay, bị này khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung nhan giá trị cho ăn gắt gao. Lộ tiểu ngư nhìn lộ tầm, phát hiện hắn khí tức quanh người nội liễm, căn bản nhìn không ra là vừa vặn đột phá dáng vẻ nhưng trên thực tế vừa rồi động tỉnh nháo rất lớn nàng cùng tiêu lung bao soát rất lâu diễn đàn đầy diễn đàn đều là cùng lộ tầm tương quan bài bột trực tiếp liền đem diễn đàn đều cho dẫn nổ cái này khiến nàng không khỏi nhớ tới nhà mình cái kia tuyên bố muốn tại các đại du hí bên trong nổi danh sau đó dựa vào trò chơi kiếm nhiều tiền ca ca bây giờ cái này cùng ca ca trùng tên trùng họ nam tử quả nhiên là toàn bộ thiên trần bên trong nhân khí tối cao nợp cờ a lộ tầm nhìn hai nữ trực tiếp liền cho các nàng đưa ra nhiệm vụ. Vốn định đưa các ngươi một người một cái pháp bảo, nhưng trên người ta tạm thời không có thích hợp đồ đạc của các ngươi, qua vài ngày đi trân bảo các xe một chút đi. Lộ tầm cười nói. Khi làm sao có ý tứ đâu. Tiêu lung bao chặt tiếp tục mở miệng nói, tại lộ tiền bối. Lộ tầm. Ngươi cái hí tinh thật đúng là một người đem nguyên bộ hí đều cho diễn. Đã nhiệm vụ đã đưa ra, như vậy, lộ tiểu ngư cùng tiêu lung bao liền thu được 15 vạn điểm điểm kinh nghiệm. Hai nữ vội vàng mở ra nhân vật bản, phát hiện chính mình đều đã có thể thăng cấp. Bây giờ, tiêu lung bao cùng lộ tiểu ngư đều là cấp 26, thăng cấp muốn hao phí điểm kinh nghiệm cũng không nhiều. Dù sao khắp thiên hạ khả năng chỉ có lộ tầm cùng cái bốn chân thôn kim thú, như vậy có thể ăn kinh nghiệm. Mà tại mở ra nhân vật bản về sau, các nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình trên người thế mà không hiểu ra sao nhiều hơn một hạng bút. Các nàng kiểm tra một hồi tường tình, lập tức liếc nhau một cái, sau đó một mặt chấn kinh nhìn về phía lộ tầm đến tự lộ tầm kiếm đạo tăng thêm bút, nhân vật chuyển vận tăng lên 5%. Tăng thêm lúc dài, không hạn. Tăng thêm phạm vi, tại lộ tầm xung quanh trong phạm vi nhất định, bút hữu hiệu, nếu vượt qua phạm vi, thì mất đi bút. Cái này, đây chính là thế giới nhân vật chính sao. Tiêu lung bao cùng lộ tiểu ngư đồng thời tại thầm nghĩ nói. Thật là đáng sợ đi, chúng ta chỉ cần đứng tại hắn bên người, liền có thể mạnh lên. Các nàng mặc dù đều không phải nghề nghiệp gì người chơi, nhưng cũng không phải trò chơi tiểu bạch. Bởi vậy, các nàng biết rõ, đừng nhìn 5% không nhiều, có thế chỉ cần nhân số đủ nhiều, hiệu quả kia chính là cực kỳ khủng bố. Nói đơn giản một chút, nếu là các nàng công hội ít nhất giả dạ ngư long vũ thành đoàn cày quái, có lộ tầm ở bên người cùng không có đường tầm ở bên người, khả năng hoàn toàn chính là hai khái niệm. Sau đó, hai cái đáng yêu tiểu nha đầu liền bắt đầu lén lút thí nghiệm khởi cực hạn khoảng cách. Tiểu ngư nhi, ta túi tiền vừa mới giống như rơi trong rừng, ngươi theo ta đi tìm xem sao. Tiêu lung bao trừng mắt nhìn nói. a à, lộ tiểu ngư sửng sốt một chút, sau đó nói, ờ tốt. Đón lấy, lộ tầm liền nhìn các nàng hào hứng hướng trong rừng đi đến. Đó là cái sức sẹo lý do. Lộ tầm cười cười, biết mắt liền nhìn ra các nàng tâm tư, yên lặng dùng thần thức cảm giác các nàng. Chỉ thấy hai nữ đi đến khoảng cách lộ tầm một dặm không đến vị trí lúc, liền dừng bước. Các nàng hướng lui về phía sau mấy bước, lại đi về phía trước mấy bước, sau đó lại rút lui, làm không biết mệt. Nơi này đoán chừng chính là trước mắt cực hạn khoảng cách. Lộ tầm ở trong lòng phỏng đoán như vậy vừa nhìn kỳ thật bao trùm phạm vi so với chính mình rồi vụ kiếm có khả năng đạt tới phạm vi muốn hơi nhỏ thượng một chút cũng không tệ lộ tầm cảm thấy đủ giờ này khắc này trong rừng hai nữ chính kỹ kỹ ra ra trò chuyện tiểu ngư nhi nếu không chúng ta trong khoảng thời gian này liền cuốn lấy tử điện đi đi theo hắn bên cạnh liền giết quái đều hiếu sát một ít ai tiêu lung bao đề nghị a à, nếu là chọc hắn không vui đâu lộ tiểu ngư hỏi ai nha chỉ cần da mặt dày là được, hì hì. Tiêu lung bao một mặt lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Nàng lôi kéo lộ tiểu ngư tay, vừa đi vừa nói, dù sao tử điện thoạt nhìn thật dễ nói chuyện bộ dáng, tối đa cũng chính là rơi chút nợp cờ hảo cảm độ nha, không có gì. Lộ tiểu ngư nghe vậy, bước chân có chút dừng lại. Nàng trên miệng không nói gì, nhưng trong lòng toát ra một cái làm chính nàng đều cảm thấy có chút cổ quái ý nghĩ. Thế nhưng là, ta không nghĩ rơi hảo cảm độ A. Chương 422, tại đại khí thô tìm hiểu một chút. Cho đến nay, khoảng cách dị tộc lần thứ nhất xâm lấn, đã qua đi hơn nửa tháng. Thiên trần đại lục tạm thời một mảnh an bình, những cái đó thụ trọng thương tông môn cũng đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Theo lý thuyết, dị tộc lần thứ hai xâm lấn đã sớm nên bắt đầu, một thế này tiến triển cùng lộ tầm kiếp trước ký ức có quá nhiều ra vào. Bất quá tổng thể tới nói, đối với thiên trần đại lục một phương, nên tính là chuyện tốt. Bởi vì dị tộc đều đến có chuẩn bị, sớm đã chuẩn bị không biết bao nhiêu năm. Thiên Trần Đại Lục bên này ngược lại là có thể thừa cơ làm nhiều chút công tác chuẩn bị, như vậy lần thứ hai xâm lấn lúc, cũng có thể nhiều chút phần thắng. Giờ này khắc này, Lộ Tầm Chính khống chế hạt giấy, mang theo hai nữ đi tới gần nhất Trân Bảo cắt. Hắn muốn mua chút sách kỹ năng, thuận tiện cho hai nữ mua chút trang bị. Trên đường đi, bọn họ còn cơ duyên xảo hợp đụng phải hơn 20 vị lạc đàn đê gia dị tộc. Sau đó, bọn họ liền bị Lộ Tầm cho bao vây. Khéo hiểu lòng người Lộ Tầm còn đặc biệt lưu lại bốn cái dị tộc cho hai nữ trướng kinh nghiệm cùng luyện kỹ thuật, chính mình thì vung lên ống tay áo, ở trước mặt các nàng biểu diễn một đợt và vụ kiếm. Mây mù hướng bốn phía tản ra, mây mù lan tràn chỗ, lập tức nổ tung một đóa lại một đóa huyết sắc hoa. Ngắm hoa trong màn sương. Một cái tiếp một cái dị tộc, trực tiếp nổ bể ra. Hai nữ thế mới biết, cái này khiến các nàng cảm thấy vô cùng xinh đẹp mây mù, nguyên lai mạnh như vậy. Một lần nữa trở lại trên hạt giấy về sau, lộ tầm mở ra, điểm cống hiến bảng xếp hạng, nhìn thoáng qua. Hắn phát hiện hai nữ thế mà lên bảng, mặc dù là ở cuối xe vị trí điểm cống hiến bản xếp hạng chỉ biểu hiện toàn bộ thiên trần trong đại lục trước năm ngàn danh nhìn như danh ngạch rất nhiều nhưng trên thực tế mặc kệ là người tu hành vẫn là người chơi cơ số đều quá nhiều chỉ là người chơi cộng lại liền có năm ngàn vạn trở lên hơn nữa còn có liên tục không ngừng mới người chơi tràn vào đặc biệt kinh khủng bởi vậy kỳ thật chỉ cần có thể trước bản liền đã là thực vinh quang một chuyện mà lộ tầm sở dĩ thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút bản danh sách chính là muốn nhìn một chút lên bản người điểm cống hiến điểm số phải chăng có tại tăng trưởng đáp án là có tại tăng trưởng. Điều này đại biểu lưu lại dị tộc tại kéo dài bị giết. Sự thật chứng minh, như vậy nhiều người chơi rải tại thiên trần đại lục các nơi, các dị tộc nghĩ giấu đi, cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao bọn họ kia sáng loáng chữ đỏ, thật sự là quá chói mắt. Đừng nói cái gì một lời không hợp rút đao khiêu chiến, căn bản chính là trong đám người xem ngươi một chút, liền lập tức nhất đao chém ngươi, đều không mang chào hỏi. Lộ tầm đều có thể đoán được, các dị tộc trong lòng khẳng định có tràn đầy oán niệm những này người vì cái gì một chút liền có thể nhìn thấu thân phận của chúng ta bọn họ như thế nào cũng không nghiện một nghiện chúng ta đích thật là địch nhân không sai nhưng các ngươi như vậy chắc chắn liền đến chém ta sẽ làm cho ta cảm thấy ta ngụy trang thực thất bại a à. trên thực tế người chơi những cử động này đích xác cũng đưa tới thiên trần đại lục người tu hành nhóm chú ý nhưng sự thật chứng minh các người chơi chưa từng chém bỏ lỡ người những này người chết sau thân lực lượng trong cơ thể sẽ không trả lại thiên địa đây chính là chứng minh tốt nhất bọn họ giết chính là dị tộc bởi vậy, người tu hành nhóm rõ ràng một chút, dị nhân nhóm tự hồ có thể xem thấu dị tộc hết thảy ngụy trang. Này thực thần kỳ, cũng có thể mang đến rất lớn giúp ích. Vậy còn chờ gì? Đi theo chém A. Cái này được rồi, thông minh tông môn hẳn là rõ ràng, ai mới là dùng tốt nhất công cụ người A. Lộ tầm miễn cười. Hắn hiện tại mở ra diễn đàn, tùy thời đều có thể nhìn thấy không ít người chơi vây quét dị tộc bài cuộc. Ngay tại buổi sáng, tại Nam Cảnh Thế mà còn bạo phát một đợt đoàn chiến gần 200 danh dị tộc ẩn thân tại vô hàng xâm lâm, sau đó bị người chơi phát hiện. Nhắc tới cũng là buồn cười, các dị tộc thế mà giấu ở một đầu thác nước phía sau. Đầu kia thác nước phía sau có một chỗ màn nước động tồn tại, cũng không biết các dị tộc là như thế nào tìm được. Về phần sa điêu người chơi vì sao có thế phát hiện nơi này. Sa điêu người chơi chân đạp phát bảo hướng cái thác nước, thật kỳ quái sao. Đây không phải bọn họ thông thường thao tác nha. Lộ tầm tại diễn đàn trong xem xong sự kiện lần này toàn bộ đi qua, ngay từ đầu chẳng qua là hai tên người chơi cảm thấy rất kích thích, chân đạp phi kiếm hướng thác nước bên trong trùng. Dù sao đụng chết cũng chính là ít lần phục sinh, không quan trọng. Muốn chính là thứ khoái cảm này. Kết quả ngoại trừ có nước bên ngoài, bên trong còn có cái động. Bọn họ một đầu liền đâm vào động bên trong. Mà tại bọn họ một đầu xông tới về sau, hơn 200 danh dị tộc đồng loạt đứng lên. Hai tên người chơi tại chỗ bị giết, sau đó tại chỗ phục sinh, tiếp tục lại bị giết, lại tại chỗ phục sinh. Thẳng đến phục sinh số lần dùng hết, bị cưỡng chế offline. Lộ tầm nhìn đến đây thời điểm đều có thể đoán được dị tộc trong lòng là thế nào nghĩ, ha ha. Mặc dù khó giết một chút, nhưng vẫn là diệt khẩu thành công, chỗ này cứ điểm là an toàn. Sau đó, mới qua không có vài phút, bọn họ liền bị hơn một ngàn danh người chơi cho bao vây. Này hai tên người chơi offline về sau chính mình tại công hội nhóm bên trong giao người, gào khóc làm công hội lão thiết nhóm báo thù cho bọn họ. Mà những chuyện tương tự, tại thiên trần đại lục các nơi, thường xuyên phát sinh. Dị tộc, khó chịu a. À? Thân. về sau còn có các ngươi càng khó chịu hơn lộ tầm ở trong lòng nói lộ tầm đem hôm nay tương đối đứng đầu bài cuộc cho xem hoàn tất về sau liền đóng cửa diễn đàn bây giờ khoảng cách trân bảo cắt cũng đã không xa lộ tầm một bên khống chế hạt giấy một bên nói các ngươi lúc trước có tới qua trân bảo cắt sao hai nữ nhẹ gật đầu các nàng trước đó đến đi dạo qua một lần nhưng bởi vì nghèo khó cái gì cũng không có mua dù sao tiện nghi đồ vật vô dụng vật hữu dụng lại hơi quý Bất quá đối với có vài nữ nhân tới nói, dù là không mua đồ vật, chẳng qua là dạo chơi, cũng có thể thực vui vẻ. Dù sao chính là đơn thuần yêu dạo phố. Bây giờ cùng trước kia đã khác biệt, sớm nhất thời điểm, Trân Bảo các bên trong rất ít nhìn thấy các người chơi thân ảnh, bây giờ, các người chơi đã đem này coi là thiên trần nội bộ khu vực giao dịch, điên cùng ở chỗ này tiến hành mua bán. Lối vào, lộ tầm trực tiếp lấy ra chính mình ma tông lệnh bài, lập tức liền hưởng thụ viết cấp trí tôn đại ngộ, bị dẫn tới một chỗ nhã tỉnh trong đình viện. Hai nữ liếc nhau, lại một lần nữa cảm nhận được tử điện thân phận tôn quý trân bảo các nhân thật ra là bảy đại tông môn liên thủ mở điều bí mật này các người chơi tạm thời vẫn là không biết được bởi vậy các nàng cũng không biết lộ tầm còn tính là trân bảo các đông gia tới lộ tầm để các nàng ngồi trước tại bên ngoài chờ cũng làm người tiếp đãi cho các nàng mấy quyển pháp bảo quyển sách nhìn một chút chính mình cũng đi vào phòng bên trong chuẩn bị trước bán ít đồ khi khỏa thượng phẩm quỷ châu khẳng định là muốn bán với hắn mà nói hạt châu này hoàn toàn không dùng hắn nhẫn trữ vật bên trong còn có một ít đồ vật loạn thất bát tao cũng có thể bán ít tiền tìm nghĩ cùng nhau bán đi cuối cùng lộ tầm nhận được ba vạn hơn linh thạch mà hắn nhẫn trữ vật bên trong còn có lục tục theo tam sư huynh nơi nào nhận được hơn sáu vạn linh thạch sự thật chứng minh bên ngoài lập nghiệp còn không bằng ở nhà lĩnh tiền tiêu vặt mười vạn linh thạch kỳ thật cũng coi là một khoản tiền lớn lộ tầm ở trong lòng nghĩ đến tất nhiên đối với tam sư huynh gia các lai phúc tới nói mười vạn linh thạch khả năng chẳng qua là chín trâu mất sợi lông lộ tầm nhìn tiếp đãi chính mình tiểu muội ôn hòa cười một tiếng nói đem thuật pháp quyển sách lấy ra đi ta muốn nhìn một chút tiếp đãi tiểu muội nhìn lộ tầm gương mặt chỉ cảm thấy một hồi hoảng hốt có một loại mùa xuân đến dương quang sáng lạn bông hoa nở rộ cảm giác liên tục công tác mang đến cảm giác mệt mỏi trực tiếp liền quét sạch sành xanh nếu mỗi cái khách nhân đều là như thế hình dạng nàng ước gì chết đang làm việc đài bên trên trọn vẹn sửng sốt mười mấy giây sau nàng mới đỏ mặt đứng dậy về phía sau đầu lấy quyển sách lộ tầm tiếp nhận quyển sách về sau, liền bắt đầu không coi ai ra gì lật xem, quyển sách bên trong ghi chép nơi đây trân bảo các bên trong đang buôn bán sách kỹ năng, hắn chuẩn bị chọn lựa một ít, sau đó truyền thụ cho các người chơi. Đã nơi này là Tây Châu, như vậy, kiếm kỹ khẳng định là chọn lựa đầu tiên. Mà trên thực tế Tây Châu trân bảo các bên trong, khẳng định cũng là kiếm loại sách kỹ năng chiếm so lớn nhất. Chọn mấy quyển lam cấp, lại chọn mấy quyển hoàng cấp thượng phẩm A, lộ tầm ở trong lòng nghĩ đến. Hắn lần này, không định lấy bạch đế thân phận đi ra ngoài thu hoạch điểm kinh nghiệm, chuẩn bị lấy chính mình chân thật bộ mặt hiện thân. Không có cách, ai bảo hắn trên người bây giờ là mang theo bút đâu. Tây châu kiếm tu các người chơi chỉ cần khẽ dựa gần hắn, liền sẽ nhận được 5% tăng cường, đừng đến lúc đó vì vậy mà bại lộ thân phận. Lúc trước dùng bạch đế này một ngựa giáp truyền thụ đều là chút cấp thấp kỹ năng, tiếp đều là một ít cấp thấp nghiệp vụ, không thích hợp hắn lấy chân thật bộ mặt hiện thân. Nhưng bây giờ các người chơi đều thành dài một chút, vậy không đồng dạng chỉ cần truyền thụ kỹ năng đừng quá lao, liền sẽ không tỏ ra hạ giá. Hơn nữa lộ tầm ánh mắt sớm đã xưa đâu bằng nay, hắn luôn có thể theo một đống kỹ năng bên trong chọn lựa ra tỷ suất chi phí, hiệu quả tối cao cái chủng loại này. Đây cũng là một loại gia tăng bức cách phương thức. Ngang cấp kỹ năng, ta giáo thực dụng nhất, ta càng hư. Theo lý thuyết đi, lam cấp hạ phẩm đã đầy đủ, nhưng bộ này lam cấp trung phẩm, thiên thu, thật sự không tệ. Lộ tầm nghĩ nghĩ về sau, quyết định đưa nó cũng cùng nhau mua. Mặc dù đắt chút, hơn nữa chịu chúng khẳng định không lớn bình thường người chơi học không dậy nổi nhưng có thể truyền thụ cho lộ tiểu ngư cùng tiêu lung bao còn có thể làm làm game thủ chuyên nghiệp nhóm phúc lợi chủ yếu nhất là tất cao bức cách lộ tầm nói thầm tiền gì không tiền chuyện nhỏ ăn nhiều mấy ngụm tam sư huynh làm đồ ăn chẳng phải có rồi hứ bất quá là một đống số lượng mà thôi thế nhưng là tam sư huynh làm đồ ăn là thật hắn mụ khó ăn a à. lộ tầm nhịn không được ở trong lòng nhã rảnh nói Cuối cùng, Lộ Tầm mua một bản lam cấp trung phẩm, ba bản lam cấp hạ phẩm, cùng với sáu bản hoàng cấp thượng phẩm. Này hết thảy hao tốn hắn gần 7 vạn linh thạch. Đừng nhìn hắn tại tiếp đãi tiểu muội trước mặt trả tiền thời điểm một mặt mây trôi nước chảy, trong lòng vẫn mơ hồ làm đau. Giao xong tiền về sau, tiếp đải tiểu muội liền đi lấy các sách kỹ năng để đi, mà Lộ Tầm thì ngồi ở chỗ này, thần thức ngoại phóng, quan sát đến trong sân hai nữ. Hắn thần thức tùy ý quét qua tiêu lung bao, chủ yếu vẫn là dừng lại tại lộ tiểu ngư trên người. Chỉ thấy lộ tiểu ngư chính đang lật xem phát bảo quyển sách, ánh mắt dừng lại tại một cái lam cấp trung phẩm bạch ngọc vòng tay bên trên. Đây là một cái phòng ngự phát bảo, tỷ suất chi phí, hiệu quả không sai, kiểu dáng cũng rất xinh đẹp. Này vòng tay tên là Cố Thỏ. Tương truyền giữa tháng động lại thành thỏ hình, gọi là Cố Thỏ, đây cũng là mặt trăng biệt xưng một trong. Xem ra là thực yêu thích A. À. Lộ tầm ở trong lòng nói. Chương 423, Trắng trận Thiên vị. Trân Bảo Cát, Nhã Viện Trong lộ tiểu ngư nhìn sách nhỏ bên trong cố thỏ, thật lâu không có dời ánh mắt. Tiêu lung bao cùng nhìn lên còn tạp chí, mù lật quyển sách, không bao lâu liền lật đến thực chất. Nàng quay đầu nhìn về phía lộ tiểu ngư, sau đó nhìn thoáng qua quyển sách bên trong cố thỏ, hỏi, yêu thích A. À? Lộ tiểu ngư không có phủ nhận, nhẹ gật đầu. Tiêu lung bao cảm thấy là thời điểm lấy ra chính mình công hội hội trưởng hào khí, nàng tay nhỏ vung lên, nói, hừ. Bản tiểu thư mua cho ngươi. Nói xong, nàng đứng dậy đi đến lộ tiểu ngư phía sau, sau đó cúi người, đem cái cầm đặt ở lộ tiểu ngư trên bờ vai, cúi đầu nhìn thoáng qua sách nhỏ bên trên viết giá cả. Hắc hắc. Mua không nổi. Tiêu lung bao không cần mặt mũi một đường nhảy nhảy nhóc nhóc, lại ngồi trở lại đến chính mình vị trí thượng. Về sau chúng ta kiếm được nhiều tiền, ta liền mua cho ngươi rống. Tiêu lung bao mở lên ngân phiếu khống, cực kỳ giống cặn bã đám con trai thường nói gạt người. Lúc này, đi ra ngoài cầm ở sách kỹ năng, tiếp đải tiểu muội trở về. Nàng hướng về lộ tiểu ngư cùng tiêu lung bao có chút hành lễ, biểu lộ ra chính mình chức nghiệp tố dưỡng, sau đó liền không kịp chờ đợi nghĩ muốn vào nhà, gặp lại một mặt xoái đến mạo phao lộ tầm. Cũng không lâu lắm, nàng liền bất đắc dĩ từ trong nhà ra tới, đi ra lúc, vừa vặn nghe được lộ tiểu ngư một tiếng ồ ngạc nhiên thanh. Tiếp đãi tiểu muội đi qua vừa nhìn, lập tức rõ ràng lộ tiểu ngư vì sao lại lên tiếng. Bởi vì nàng vừa mới nhìn kia một tờ, đột nhiên biến thành giấy trắng. Cái kia ghi lại ở sách nhỏ thượng mạch ngọc vòng tay đã theo quyển sách thượng biến mất không thấy gì nữa. Đây là có chuyện gì? lộ tiểu ngư ngẩng đầu hỏi tiếp đãi tiểu muội cười giải đáp vật phẩm một khi bán ra quyển sách thượng liền không thấy được nói xong tiếp đãi tiểu muội nhìn một chút lộ tiểu ngư lại đi phòng trong nhìn thoáng qua đáy mắt bên trong có từng tia từng tia ghen tị lộ tiểu ngư sau khi nghe khẽ gật đầu một cái trong lòng có chút tiếc nuối nàng thực yêu thích cái này tên là cố thỏ bạch ngọc vòng tay mặc kệ là này văn nghệ đáng yêu tên vẫn là kia xinh đẹp kiểu dáng đều thực phù hợp tâm ý của nàng chỉ tiết giá cả quá cao đừng nói là nàng Bây giờ toàn bộ thiên trần, đoán chừng đều không có mấy cái người chơi gánh vác lên. Hiện tại vẫn còn một cái hạ phẩm lam trang liền có thể chấn kinh diễn đàn giai đoạn, trung phẩm lam trang, kia là các người chơi mong muốn mà không thể thành mộng. Tuy nói tình huống thực tế là như vậy, nhưng nhìn thứ mình thích, cứ như vậy tại trước mắt mình bị người khác cho mua đi, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có chút thất lạc cảm xúc. Tiêu lung bao chạy tới an ủi lộ tiểu ngư, tại tiếp đại tiểu muội đi sau, nàng rất trắm thối vỗ vỗ chính mình kia phú gia thiên kim phi trường tư nhân, mở miệng nói, ta vừa mới trên set show A, chúng ta sẽ offline thời điểm, đem hình ảnh phát cho trong nhà quản gia. Nhà ta có làm ngọc thạch sinh ý, ta gọi người làm cho ngươi một cái giống nhau như đúc. Hắc hắc, ta tốt A. Ngươi lại tới. Lộ tiểu ngư trừng nàng một chút. Cho dù là hảo khuê mật, đồ vật đắt như vậy, nàng cũng không có khả năng thu. Được rồi được rồi, xinh đẹp như vậy con mắt, làm sao sẽ biết lấy ra trừng người đâu. Tiêu lung bao cười đồ tí tửng, không có lại tiếp tục cái đề tài này. Cũng không lâu lắm, các nàng liền thấy tiếp đại tiểu muội cầm một viên nhẫn trữ vật lại hào hứng chạy trở về giành giật từng dây hướng vào trong phòng tiểu ngư nhi tử điện giống như mua rất nhiều thứ ai tiêu lung bao nói khẽ hơn nữa ngươi xem vừa mới kia nộp cờ rõ ràng bị tử điện kia người xoáy nhiều tiền dáng vẽ cho mê hoặc liền ngươi có miệng suốt ngày bá bá lộ tiểu ngư nhẹ nhàng bấm một cái nàng eo thon ôi ngứa á tiêu lung bao đẩy nàng một cái nói kẹt kẹt gian phòng cửa gỗ bị tiếp đãi tiểu muội cho đẩy ra một thân áo bào đen lộ tầm chậm rãi đi ra. Hắn nhìn hai nữ, ông hòa cười một tiếng, hỏi, "Các ngươi muốn đi Trân Bảo các địa phương khác dạo chơi sao?" Hai nữ cùng nhau lắc đầu, rõ ràng không có gì hào hứng. Lộ Tầm nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, "Cũng tốt, vậy liền đi thôi." Nói xong, một đoàn người liền chuẩn bị rời đi Trân Bảo các. Độc Lưu tiếp đãi tiểu muội đứng tại chỗ, nhìn Lộ Tầm rời đi bối cảnh, thật lâu không có chuyển khai ánh mắt. Gặp qua như thế nam tử về sau, chỉ sợ nàng đời này đều sẽ không còn có cảm giác kinh diễm. Kiếm khí cận cùng võ kiếm dừng lại tại không trung, cũng không có bị lộ tầm đưa vào trân bảo cắt. Bởi vì kiếm khí cận, khí tức quá mức kinh khủng, nó chưa từng thu liễn chính mình khí tức. Nếu dẫn nó đi vào, sợ rằng sẽ gây nên rối loạn. Lộ tầm một lần nữa ngồi trở lại trên hạt giấy về sau, hướng về cách đó không xa vỏ kiếm vung tay lên, võ kiếm liền bay trở về trong tay hắn. Kiếm khí cận tự nhiên là đi theo chính mình lão bà đại nhân đi, cũng bay trở về đến lộ tầm bên người hắn một bên thao túng hạt giấy, vừa mở miệng đối hai nữ nói, lúc trước các ngươi vì ta hộ pháp, ta có đáp ứng tặng cho các ngươi một ít đồ chơi nhỏ, liền hiện tại cho các ngươi đi. Nói xong, hắn lấy ra hai cái khắc lấy, trân bảo các ba chữ nhẫn trữ vật, đưa cho hai người. Người tu hành mua đồ, không tồn tại mua sắm túi. những trữ vật liền chờ thế là mua sắm túi. Tạ lộ tiền bối. Tiêu lung bao lớn tiếng nói. Tạ lộ tiền bối. Lộ tiểu ngư thanh âm thì nhẹ hơn nhiều. Không cần phải khách khí, là các ngươi nên được, mở ra xem xem đi. Lộ tầm cười nói. Tiêu lung bao là cái loại này hào hứng tính tình, nàng phi tốc mở ra những chữ vật, không chút nào biết rụt rè hai chữ như thế nào viết. Nàng kia đôi mắt to lập tức sáng lên, há to miệng, liền kém phát ra một tiếng qua A. À. Nàng này mai những chữ vật bên trong, chứa một khối màu đỏ thẻ gỗ. Thẻ gỗ có nửa cái lớn chừng bàn tay, phía trên khắc hoa hai đầu tựa như hưu không phải hưu linh thú, sinh động như thật. Thẻ gỗ bên ngoài kia một vòng, có kim văn tô điểm, hoặc nhìn rất là lộng lẫy nó gọi đại lộc minh trung phẩm linh khí là một cái pháp bảo loại phòng ngự ngươi nhưng chính mình nghiên cứu một chút lộ tầm cười nói hắn chọn món pháp bảo này thời điểm cũng không có đặc biệt dụng tâm đầu tiên cân nhắc chính là tính thực dụng không nghĩ tới tiêu lung bao còn thật thích tiêu lung bao cười hì hì đem nghe lộc minh cho treo ở bên hông quay đầu hiếu kỳ nói tiểu ngư nhi ngươi là cái gì nha lộ tiểu ngư đem pháp bảo theo những trữ vật bên trong lấy ra ngoài con mắt lập tức sáng lên một cái giấu dếm vô tận mừng rỡ trong tay nàng cầm, chính là tên là Cố Thỏ Bạch Ngọc Vòng Tay. a à, là ngươi yêu thích các Cố Thỏ Tài. Tiêu lung bao luôn có thể tại thích hợp nhất thời điểm đánh ra một cái xinh đẹp trợ công. Phải không? Thế nhưng là tại vừa rồi đọc qua quyển sách thời điểm, chọn trúng này mai vòng ngọc. Lộ tầm lại bắt đầu chính mình vua màn ảnh cấp biểu diễn. Lộ tiểu ngư gương mặt ửng đỏ, tự hồ có chút xấu hổ, nhưng vẫn là thẳng thắn gật gật đầu. Vậy thật đúng là đúng dịp, nói rõ ngươi cùng vật này hữu duyên. Lộ tầm thản nhiên nói hắn cũng không có giành công, nói cái gì chính mình ánh mắt độc đáo, chọn trúng đồng dạng ngươi thích nhất. Hắn chẳng qua là điểm đến là dừng, này liền vậy là đủ rồi. Các ngươi nhiều học tập lấy một chút, mặc dù không nhất định có đất dụng võ. Lộ tiểu ngư tay cầm ở cố thỏ, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, này mai bạch ngọc vòng tay trông rất đẹp mắt. Nó không chỉ có ngọc loại thông thấu, còn có một đạo nếu không nhìn kỹ liền không phát hiện được bạch quan tại vòng ngọc bên trong lưu chuyển lên. Lộ tiểu ngư nhìn ở cố thỏ, càng xem càng yêu thích hiện vật xa so với quyển sách bên trong muốn trông tốt nhiều lắm. Lúc trước trải qua thất lạc cảm xúc, tại lúc này toàn bộ trở thành vui sướng làm nền. Đúng là có như vậy một phen khó khăn trắc trở, mới có thể cảm thấy càng phát ra kinh hỉ. Nàng nhịn không được len lén liếc lộ tầm một chút, chỉ thấy lộ tầm ngay tại nghiêm túc khống chế hạt giấy, nhìn không chớp mắt. Cùng lúc đó, lộ tiểu ngư trong lòng thế mà dâng lên một loại cảm giác rất quá dị. Rõ ràng đây chỉ là một trò chơi, lễ vật này bất quá là nợp cờ đưa tặng nhiệm vụ ban thưởng mặc dù này nợp cờ giống như hào phóng không hợp thói thường quý giá như vậy trang bị đều có thể tiện tay tặng người nhưng cũng dù sao chẳng qua là cái nợp cờ dù sao chẳng qua là trò chơi đây đều là một đống số liệu nhưng nàng trong lòng lại không hiểu ra sao dâng lên một loại trong hiện thực nhà mình trưởng bối cho chính mình mua thực lễ vật quý giá trong lúc nhất thời đã cảm thấy cao hứng lại có chút không dám thu cảm xúc nàng không khỏi nhớ tới trước kia ca ca đưa cho chính mình kiểu mới điện thoại lúc tràn cảnh nàng đã đau lòng tiền lại say đắm ở phần này cảm tình bên trong người khó khăn nhất kháng cự thường thường là kia trắng trợn thiên vị chẳng biết tại sao nàng nhìn này một bữa tiệc áo bào đen thân ảnh trong thoáng chốc tự như thấy được ca ca cả hai hình ảnh lại có trong nháy mắt trùng hợp lộ du ngươi thanh tỉnh điểm đây chỉ là cái trò chơi hắn chẳng qua là cái trùng hợp cùng ca ca trùng tên nợp cờ nàng nắm chặt vòng tay ở trong lòng nói thế nhưng là thật sự hảo vui vẻ hảo vui vẻ ps canh thứ hai lại nói cuối tháng cuối cùng ba ngày giống như có gấp đôi nguyệt phiếu. Chương 424, cho các ngươi tạo thế. Trên hạt giấy, lộ tầm nhìn ngay tại cuối đầu nghiên cứu trang bị mới chuẩn bị hai nữ, trên mặt có một chút ý cười. Hắn tâm tình không tệ, mặc dù hắn của cải đã bị móc rỗng. Bây giờ, lộ tầm nhẫn trữ vật bên trong chỉ còn lại có hơn 300 mai linh thạch, đừng nhìn hắn nhìn từ bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, không chừng còn không có một ít xa điêu người chơi tới có tiền. Ai có thể nghĩ tới, này vị làm các người chơi vừa thấy mặt liền muốn cùng liếm nợp cờ, đã tan hết bạc triệu gia tài. Ai, dựa vào truyền thụ kỹ năng cắt rau hẹ, chi phí càng ngày càng cao. Lộ tầm ở trong lòng nghĩ đến. Tất nhiên, thua thiệt khẳng định là không lỗ. Không nói những cái khác, những này, kỹ năng, chính hắn cũng học tập, đặc biệt là những này lam cấp kỹ năng, một số thời khắc vẫn có chút tác dụng. Về phần cần nhờ bọn chúng kiếm lấy bao nhiêu điểm kinh nghiệm đâu. Cũng liền trước kiếm như vậy ước điểm điểm đi. Lộ tầm quay đầu nhìn về phía hai nữ, hỏi pháp bảo nghiên cứu như thế nào a à, dùng rất tốt ài cảm ơn lộ tiền bối tiêu lung bao dương lên trong tay lộc minh và nói hơn nửa này thẻ gỗ tên cũng rất êm tay đâu rồi ô ô lộc minh ăn giả chi bình làm một hồi kẻ chết văn tiêu lung bao một mặt ta có phải hay không rất có văn hóa biểu tình lại không có đạt được lộ tầm đáp lại lộ tầm biết này xuất từ kinh thi nguyên một thủ hắn đều sẽ cổng đến liền như ngươi loại này kẻ chết văn trình độ không dọa được ta lúc này chính vào vào lúc giữa trưa lộ tầm cười cười nói sau đó các ngươi tìm điều sông nhỏ bắt mấy cái cá sông trở về ta hầm điểm canh cá nói xong không chờ hai nữ trả lời hắn liền tiếp tục nói ta xem các ngươi cũng là kiếm tu tuổi còn trẻ có này tu vi cũng cũng không tệ lắm dùng cơm xong về sau ta sẽ truyền thụ cho các ngươi một bộ kiếm quyết các ngươi học được về sau luyện cho ta xem a à, như vậy thoải mái sao tiêu lung bao trong lòng toát ra liên tiếp tiểu dấu chấm hỏi liền bắt mấy con cá liền có thể học được kỹ năng này cùng bánh từ trên trời rớt xuống có cái gì khác biệt tuy nói tử điện là thế giới nhân vật chính không sai làm nhân vật chính ra tay hào phóng điểm có thể lý giải nhưng như vậy vô duyên vô cớ tặng không kỹ năng không phù hợp trò chơi sáo lộ a trong đó tất có mờ ám hám tử lừng danh tiêu lung bao cảm thấy chính mình sẽ không đoán sai lộ tầm nhìn hai nữ thần sắc bình tĩnh nói thiên trần đại lục đột gặp hảo kiếp đem thà bằng ngày ta chuẩn bị từ ngày mai bắt đầu tại lạc hoa thành bên ngoài giảng bài để cho càng nhiều kiếm tu, có thế nhiều một chút sức tự vệ. Lưỡng nữ liếc nhau, lập tức suy nghĩ rõ ràng hết thảy. Có lẽ, đây chính là thế giới nhân vật chính đảm đương đi. Cứu vớt thế giới người, thay đổi thế giới người, bọn họ lòng dạ cùng khí phách cùng chúng ta loại này người bình thường là không giống nhau. Ai, thật sự là hổ thẹn a. À. Tất nhiên, tiêu lung bao tại xấu hổ ba giây về sau, liền quyết định chờ chút muốn tại công hội nhóm bên trong gọi một cuốn họng, cơ hội tốt như vậy, nhất định phải làm cho khoảng cách lạc hoa thành không xa công hội các người chơi đều tới đây cũng là lộ tầm trước thời gian nói cho các nàng biết chuyện này thâm ý các ngươi nhanh lên cho ta đi gọi người a nhiều người ta mới kiếm nhiều a lộ tiểu ngư nhìn lộ tầm trong lòng lại có kính để chi tình mà tiêu lung bao thì đúng lúc đến rồi một câu cầu vòng cái rắm nói lộ tiền bối có đức độ làm cho người ta khâm phục lộ tầm kiếp trước thời điểm là thuộc ngươi nói ta lòng dạ hiểm độc số lần nhiều nhất hắn vẫy vẫy tay thản nhiên nói kỳ thật cũng không có các ngươi nghĩ vô tư như vậy. Tiên sinh từng nói với ta qua, có lúc người tu hành tại dạy học thời điểm cũng có thể tự ngộ. Ta cũng là muốn mượn này xông phá bình cảnh, đột phá cảnh giới. A, à, thì ra là thế, thì ra là thế. Tiêu Lung bao đáp khang đạo. Như vậy một vuốt liền hoàn toàn nói thông được, liền coi nó là làm là thế giới nhân vật chính phát phúc lợi khâu đi. Tiêu Lung bao ngồi ở đằng kia, lập tức tại công hội nhóm bên trong công bố tin tức này. Nếu là một ít tâm tương đối bẩn đại công hội hội trưởng khả năng sẽ còn yêu cầu công hội thành viên bảo mật, hảo độc chiếm bực này phúc lợi. Nhưng tiêu lung bao sẽ không như thế làm, nàng làm công hội chính là cảm thấy chơi vui, chơi thiên trần cũng chỉ là đồ cái việc vui, căn bản sẽ không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo, mỗi ngày ngây ngốc mù vui là được. Bởi vậy, có thể nghĩ, nàng trong công hội thành viên tại sau khi biết được tin tức này, khẳng định cũng sẽ hô bằng gọi hữu, sau đó sinh ra một truyền mười, mười truyền trăm hiện tượng. Có câu nói gọi đừng đem bí mật nói cho gió, gió sẽ thổi lần toàn bộ rừng rậm. Tiêu lung bao tại lộ tầm trong lòng tất nhiên cũng không tính là cái miệng rộng hình tượng, nhưng đích xác có thể làm làm công cụ người đến dùng. Hắn cảm thấy, tiêu lung bao trong công hội, khẳng định sẽ có như gió nam tử hoặc nữ tử. Cũng không lâu lắm, hạt giấy liền tại một chỗ trong rừng rậm hạ xuống. Hai nữ bắt cá đi, lộ tầm thì khoanh chân ngồi dưới tàn cây, có vẻ như là tại tĩnh tâm đã tọa, kỳ thực tại diễn đàn bên trên xem bài cuộc. Quả nhiên, gió xuất hiện. Vừa mới qua đi không có bao lâu thời gian, nhất giả ngư long vũ này một trong công hội liền có người chơi tại diễn đàn bên trên tuyên bố bài bột hắn đem tin tức này công bố tại diễn đàn trong lập tức liền đã dẫn phát oanh động phía dưới trả lời bên trong xuất hiện trước nhất chính là tiếng chất vấn thật hay giả a à. tử điện tự mình truyền thụ kỹ năng tin tức giả giám định hoàn tất sẽ không thật có ngu xuẩn tin tưởng a à. ha 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 nấc nếu như tin tức này là thật lão tử ăn ngươi một tháng phân một trên lầu đem tháng sáu phần ăn xong ta ăn tháng 7. Tháng 8 để cho ta tới. Rất nhiều người chơi phát biểu cùng loại ngôn luận, kỳ thật cũng là bình thường. Dù sao chuyện như vậy vẫn là đầu trở về phát sinh, tử điện thân phận lại quá mức tôn quý, thấy thế nào đều không có thể tin. Hơn nữa, nhất giả dạ ngư long vũ, cái này công hội, có điểm thấp của bé họng. Đổi lại đại công hội để lên tiếng, có độ tin cậy sẽ cao hơn nhiều. Quả nhiên, lộ tầm rất nhanh liền thấy dạng này một ít trả lời. Nhất giả dạ ngư long vũ. Cái gì cậu thí tiểu công hội, nghe đều chưa từng nghe qua. A, à, tiểu công hội nha, làm điểm tao thao tác bác người nhãn cầu chứ. Nếu như là cái gì đại công hội xuất hiện nói chuyện, ta thật đúng là liền tin. Ờ, này công hội a, à, ta có chút nghi ấn tượng, hội trưởng cùng phó hội trưởng đều là muội tử nha, vài ngày trước giống như ngẫu nhiên gặp tử điện, tại Sương Vũ Thành cùng nhau giết đợt quỷ quái. Khả năng thấy tử điện lực ảnh hưởng như vậy đại, đếm đến một chút ngon ngọt, hiện tại đánh hắn cờ hiệu mù nhiệt độ cao độ đi. Mà tại những này trả lời phía dưới rất nhanh liền có nhất giả dạ ngư long vũ thành viên ra mặt bình luận sau đó nhấc lên mắng chiến lộ tầm còn chứng kiến tiêu lung bao tự mình hạ tràng các loại miệng phun hương thơm ầm ĩ đến đằng sau đã diễn biến thành một đống người tuyên bố ngươi cái thối muội muội chớ ép bức nếu như là thật lão tử quỳ xuống đất gọi ngươi một tiếng mẹ lộ tầm nhìn những này khóe miệng có chút co lại sa điêu người chơi quả nhiên vẫn là ta quen thuộc một nhóm kia sa điêu người chơi chuyện gì đều có thể ầm ĩ chuyện gì đều có thể phun tất nhiên bất kể nói thế nào nhất giả ngư long vũ đều là nhà mình muội muội công hội đừng nói chuyện này vốn là hắn gây nên dù là không có quan hệ gì với hắn hắn cũng tất nhiên sẽ ra mặt vì đó sân ga mà một ít nói xong thô tục người chơi biệt danh cùng với một ít tự cao tự đại não tàn công hội cũng bị lộ tầm yên lặng ghi tạc trong lòng một lát sau lộ tiểu ngư nắm tiêu lung bao mang theo một đầu phì ngư trở về lộ tầm nhìn ra được tiêu lung bao sắc mặt còn có chút âm tình bất định tiểu nha đầu này trong lòng gọi là một cái ký a Lão nương không có ăn một mình, chuyện tốt như vậy đều không có bảo mật, thế mà còn có bại não không lĩnh tình, vô duyên vô cớ liền phun một đợt. Tiểu công hội làm sao vậy? A a a a. Như vậy ngực phản cảm giác đều phải tức nổ tung. Nàng ở trong lòng cuồng khiếu. Hiện tại khoa học kỹ thuật thật sự là quá phát đạt, dù là cách xa nhau ngàn dặm, cũng có thể bị ở ngoài ngàn dặm người xa lạ cho khí đầu đau. Ta muốn hay không đem tử điện đưa phát bảo cùng hạt giấy phóng tới diễn đàn bên trên huyễn một đợt, sau đó để bọn hắn ngậm miệng. Ai cảm giác này lại có chút cấp thấp thật là vừa mới cãi cả nhau cảm giác không có phát huy tốt có khá hơn chút địa phương không nên như vậy trả lời mà đợi đến lộ tầm hầm hảo canh cá nàng có chút nếm thử một miếng về sau lập tức quên đi hết thảy phiền não bắt đầu chuyên tâm uống lên canh tới người không thể bởi vì một số ngu ngốc liền đồ ăn ngon đều không ăn lộ tiểu ngư thấy tiêu lung bao rốt cuộc bất giận thở dài nhẹ nhõm nếm thử một miếng lộ tầm làm canh cá về sau nàng nhịn không được hơi nheo mắt hảo hảo uống a à, nàng ở trong lòng nói bữa ăn về sau, lộ tầm liền bắt đầu truyền thụ khởi kỹ năng. Hắn cũng không có cho các nàng cung cấp lựa chọn, trực tiếp liền truyền thụ các nàng lam cấp trung phẩm, thiên thu. Căn cứ hệ thống quy định, người chơi học tập kỹ năng là tất nhiên muốn tiêu hao điểm kinh nghiệm. Hơn nữa hệ thống là có phạm vi giới hạn, lộ tầm chỉ có thể ở cái phạm vi này bên trong chọn lựa một phương hướng tự nhận là thích hợp hạn mức. Cuối cùng, lộ tầm tại truyền thụ thời điểm lấy độ thiện cảm làm lý do, cho các nàng thích hợp điều thấp hạn mức, nhưng cũng vô pháp làm được miễn phí. Cho ăn bể bụng cũng chính là giảm giá. Dù là như thế, hai nữ tại học tập thiên thu lúc, cũng ăn no thỏa mãn. Kiếm lời kiếm lời, này một đợt lại là huyết trám. Hôm sau, một buổi sáng sớm, Lạc Hoa Thành bên ngoài liền tụ mãn người chơi. Đừng nhìn diễn đàn trong tranh cãi ngất trời, đến nay cũng không có thực chú y, làm cho người ta không làm rõ ràng được cuối cùng có phải hay không chuyện thật. Nhưng là, vẫn là có đại lượng Lạc Hoa Thành gần đây người chơi, nhìn không được chạy tới nhìn lên một cái. Nếu như đây là giả chuyện vậy cũng là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Nhưng vạn nhất là thật đâu. Đây chính là tử điện A, đừng nói truyền thụ kỹ năng, chính là đơn thuần gặp mặt một lần, chụp ảnh chung, ghi chép cái giống như, kia cũng là đáng. Chỉ cần có một chút khả năng, không ít người chơi liền không muốn bỏ lỡ cơ hội. Đối với game thủ chuyên nghiệp nhóm tới nói, chơi đồ gọi là một cái giành giật từng giây. Mà đối với rất nhiều người chơi bình thường tới nói, chính là đồ cái việc vui, không đáng giá tiền nhất chính là thời gian. Huống chi diễn đàn trong đều nhất lên mắng chiến, cái kia nữ hội trưởng đều tự mình hạ tràng trả lời. Rất nhiều người đều là xem kịch tâm thái, muốn nhìn một chút đến tục cùng là cái dạng gì kết cục. Nếu như là thật, những cái đó tuyên bố quỳ xuống đất gọi mụ, coi như mất mặt quá mức rồi. Nhưng nếu như là giả, cái này công hội xem như muốn thối. Giờ này khắc này, nhất giả dạ ngư long vũ, các thành viên chính bảo đoàn tập hợp một chỗ. Các nàng có thể cảm nhận được xung quanh truyền đến từng tia ánh mắt. Thậm chí còn có thể nghe được bộ phận bình xịt tại bên cạnh miệng phun hương thơm những cái đó tuyên bố quỳ xuống đất gọi mụ thật là có mấy cái đến rồi hiện trường thời gian từng giây từng phút trôi qua nhất dạ ngư long vũ các thành viên kỳ thật cũng có một ít khẩn trương khẩn trương đồng thời trong lòng cũng có chờ mong cũng nghẹn một hơi mà nhưng vào lúc này mọi người thấy một đầu cự đại hạt giấy từ không trung bay qua khi là ma tông hậu sơn chiêu bài thức phi hành pháp bảo tử điện ta nhìn thấy tử điện có người hô còn có người trên hạt giấy còn có hai người vẫn là hai cái người chơi. Nhất giả dạ ngư long vũ ở các thành viên giờ này khắc này thật muốn lên tiếng thét lên. Bởi vì các nàng hội trưởng cùng phó hội trưởng, an vị tại lộ tầm trên hạt giấy. Đây là cho đến nay, bất kỳ cái gì một vị người chơi đều chưa từng hưởng thụ qua đãi ngộ. Giờ này khắc này, các nàng chính đáp lấy lộ tầm hạt giấy, cùng hắn cùng nhau, từ trên trời giáng xuống. Chương 425, Tử Điện lần đầu truyền đạo. Bá hạt giấy tại không trung bay qua, từ phía dưới đi lên xem, đặc biệt đẹp loại thời điểm này liền không thể không đề đầy miệng, tất cả mọi người là người tu hành, dù là có nữ tu sĩ tại ngự kiếm phi hành thuật lúc, xuyên chính là váy, cũng có thể vận chuyển linh lực tiến hành che chắn, vì chính mình đánh tầng mô sai, sẽ không sinh ra mọi người gánh vác, vu an, tâm, sinh, lộ hàng vấn đề. Mà theo ba người xuất hiện, trận này không hiểu ra sao mắng chiến cũng coi là tuyên bố kết thúc. Chiến thắng một phương, tự nhiên chính là nhất giả dạ ngư long vũ, là tiêu lung bao cùng lộ tiểu ngư. Giờ này khắc này, rất nhiều người chơi đã tại video đặc biệt là nhất dạ ngư long vũ các thành viên chuẩn bị đem một màn này quay xuống phát đến diễn đàn bên trên đánh những cái đó bình xịt mặt cũng không biết tuyên bố đất cướp những cái đó có thể hay không ăn lộ tầm khống chế hạt giấy sao có thể không biết ra điêu các người chơi tiểu tâm tư đã chính mình là đến cho tiểu du còn có tiểu du nàng khuê mật sân ga vậy liền hảo hảo đứng đi hắn đặc biệt thả chậm tốc độ phi hành để cho bọn họ video thời điểm ghi chép đến rõ ràng chút lâu một chút mà đợi đến hạt giấy rơi xuống đất trong nháy mắt chung quanh xa điêu các người chơi liền cùng nhau hướng về phía trước, như ông vỡ tổ lao qua. Điệu bộ này, nếu không phải cả đám đều nhìn thật sạch sẽ, nếu không cùng zombie tựa như. Lộ tầm nhíu mày, ngồi tại trên hạt giấy vung một chút áo bào đen ống tay áo. Trong nháy mắt, đại lượng người chơi liền bị một cổ lực lượng cho kiềm chế, cùng nhau lui lại mấy bước, cùng lộ tầm giữ vững khoảng cách nhất định. Tại tràng phần lớn là kiếm tu, một đám cũng đều yêu thích cầm trong tay trường kiếm hoặc là cổng kiếm, lộ tầm chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, Bọn họ liền có thể cả người mang kiếm cùng nhau bay rớt ra ngoài. Chẳng qua là để bọn hắn lui lại mấy bước, đã coi như là khách khí. Loại tràng diện này, cho hắn một loại đại minh tinh đi vào sân bay, một đám fans nhận điện thoại, dẫn phát quấy rối cảm giác. Mà cẩn thận các người chơi ngay lập tức liền phát hiện chính mình trên người có thêm một cái bút. Hở? Đứng tại tử điện bên cạnh, thế mà có thể được đến một cái 5% tăng cường bút. Thật hay giả? Ta dựa vào. Thật có. Ta cũng có. Ta à, tại sao không có? Là bởi vì ta ở cách xa sao? Này một cái phát hiện, làm vô số người chơi kinh động như gặp thiên nhân. Điều này đại biểu về sau chỉ cần là tử điện nơi chiến trường, cục diện lập tức liền sẽ trở nên không giống nhau. Hắn dù là chuyện gì đều không làm, chỉ là này 5% tăng cường, kỳ thật cũng rất khủng phố. Chủ yếu nhất là, loại hiện tượng này vẫn là lần đầu trông thấy, tại cái khác nợp cờ trên người chưa bao giờ thấy qua loại này quần thể hiệu quả. Được rồi, tử điện thế giới nhân vật chính thân phận lại thêm một cái thực chú ý chúng ta coi như từng vị sẽ chỉ gọi 666 phế vật đi. Tiêu lung bao cùng lộ tiểu ngư ngồi tại trên hạt giấy, trong lúc nhất thời lại có chút không quen. Loại này trong trò chơi vạn chúng chú một cảm giác, các nàng còn là lần đầu tiên trải qua. Tiêu lung bao không cần mặt mũi một ít, hết chính mình ván đã đóng thuyền bộ ngực, cảm thấy chính mình xả được cơn giận. Ngực đều kém chút giận dữ, có thể tính chút giận, lại bình trở về. Mà lộ tiểu ngư duy trì chính mình cao lãnh nhân thiết, kéo căng khuôn mặt, không có bất kỳ cái gì biểu tình. Lộ tầm biết loại thời điểm này tiểu du sợ là có chút hơi khẩn trương hắn nhảy xuống hạt giấy nhìn thoáng qua trước mắt người chơi đại quân Hoang hãy nói ô ương ương một mảng lớn người còn thật nhiều a à không đúng không thể nói là ô ương ương bởi vì bên trong lại có không ít đầu trọc tạm thời có thể xưng hô bọ họ là thẩm diêm hình người chơi đầu trọc cổ này phong trào lưu hành như vậy nhiều năm thật đúng là vĩnh viễn không quá hạng a à, lộ tầm ở trong lòng cảm khái nhiều người như vậy dù là một người học đồng dạng kỹ năng ta hôm nay thu hoạch điểm kinh nghiệm cũng có thể tùy tiện đột phá ngàn vạn đại quan. Hắn làm cái thô sơ giảng lược đoán chừng. Quả nhiên a, à, giết quái không bằng cắt rau hẹ. Cắt rau hẹ thần mã thích nhất. Hơn nữa này đó người bên trong, rất lớn một bộ phận chính là đến tìm vận may cùng xem náo nhiệt. Đợi đến xác thực sau khi tin tức truyền ra, đoán chừng còn sẽ có liên tục không ngừng người chơi chạy đến nơi đây. Hắn hiện tại chính là hiếu kỳ, những cái đó tuyên bố phải quỳ gọi mụ, rốt cuộc có tới hay không. Ý nghĩ này mới từ trong đáy lòng của hắn hiện lên, liền nhìn thấy một gã đại hán đầu trọc từ trong đám người ép ra ngoài hướng về tiêu lung bao quỳ một chân trên đất sau đó dùng hắn kia trung khí mười phần tiếng nói hôn một tiếng vang động trời mụ mụ tiêu lung bao cùng lộ tiểu ngư lộ tầm trong lòng nói là làm là tên hán tử chung quanh còn có xa điêu người chơi ồn ào nói như thế nào còn quỳ một chân trên đất đâu đặt chỗ này cùng ngươi mụ cầu hôn đâu tên này đại hán con mắt trừng giống chuông đồng nói quỳ một chân trên đất không phải quỳ a lại bức bức lão tử nệm ngươi. Kinh này nháo trò, trong không khí giàu dạt khởi vui sướng khí tức. Tất nhiên, bọn nhổ nước bọc trình diện mấy cái, cuối cùng cũng chỉ có tên này đại hán đứng dậy. Dù sao thừa nhận sai lầm là một cái thực cần dũng khí chuyện. Trong đó, còn có một ít bình xịt lẫn trong đám người, giả bộ như một bộ cái gì cũng không xảy ra bộ dáng, chuẩn bị chờ chút trực tiếp cùng đi qua, tìm tử điện học tập kỹ năng. Thật tình không biết bọn họ trò chơi biệt danh, đã sớm bị lộ tầm ghi tạc trong lòng. Bởi vì có một bộ phận không chỉ là phun ra tiêu lung bao, liên tiếp lộ tiểu ngư cũng cùng nhau mắng, trực tiếp liền mở phun sở hữu người. Mắng tiêu lung bao có thể, mắng ta muội muội không được. Lộ tầm chính là như vậy nói đạo lý. Giờ này khắc này, lộ tầm đã chuẩn bị bắt đầu truyền thụ kỹ năng. Nhưng trước mắt ra điêu các người chơi còn hò hét ầm ĩ. Hắn khẽ nhíu mày, thản nhiên nói, yên lặng. Lộ tầm cũng không có vận chuyển linh lực, làm hắn thanh âm truyền khắp toàn trường, bởi vì căn bản không cần hắn sớm đã không phải một cái cần dùng lớn giọng áp chế thế giới thanh âm người, hắn chỉ cần nhỏ giọng nói chuyện, toàn bộ thế giới tự nhiên sẽ an tĩnh lại lắng nghe. Quả nhiên, tại hắn lên tiếng về sau, cách tương đối gần người chơi lập tức ngậm miệng, cũng hướng về phía sau nháy mắt. Dần dần, toàn bộ khu vực liền yên tĩnh trở lại. Có lúc chính là như vậy, tự như tan học thời điểm hò hét ầm ĩ phòng học, có mấy người đột nhiên không nói, không cần mấy giây, toàn bộ phòng học đều sẽ lâm vào quỷ dị trong trầm mặt. Hiện trường an tĩnh về sau, hắn quay đầu nhìn về phía hai nữ, chỉ chỉ hướng các nàng hung hăng phất tay công hội thành viên nói, bằng hữu. Lộ tiểu ngư cùng tiêu lung bao nhẹ gật đầu. Lộ tầm ôn hòa cười một tiếng, nói, vậy liền đều đến đây đi. Trong nháy mắt, nhấp dạ ngư long vũ ở công hội các thành viên cùng nhau sửng sốt một chút. Tử điện vừa mới là. Hướng ta cười. Đánh rắm. Rõ ràng là hướng ta cười. Đây ý là chúng ta không cần xếp hàng. Có thể ưu tiên học kỹ năng. Mà tại tràng còn lại các người chơi, trong lòng càng là chấn kinh bởi vì tử điện sở tắc sở vi, để lộ ra một cái tín hiệu. Đó chính là lộ tiểu ngư cùng tiêu lung bao, có lẽ có không thấp tử điện độ thiện cảm. Điểm này theo tử điện biểu hiện bây giờ liền có thể nhìn ra, này hoàn toàn chính là soát không ít độ thiện cảm về sau, nợp cờ mới có biểu hiện. Móa! Nguyên lai tưởng rằng này hai cái người chơi nữ là lừa đảo, không nghĩ tới là đại lão. Tử điện hảo cảm độ là có tiếng khó soát A, à, liền hắn tọa hạ kia lục đại thổi tiêu đồng tử, cũng không có nhiều độ thiện cảm. Ta chua, đây là tiên thiên đầy, may mắn ta. Đã nói người người đều là may mắn một đâu. Mà lộ tiểu ngư cùng tiêu lung bao, giờ này khắc này trong lòng đều dâng lên dị dạng cảm xúc. Tiêu lung bao nghĩ đến, yêu yêu, nếu không phải hắn chẳng qua là một đống số liệu, bản tiên nữ khả năng đều muốn bị liêu. Đừng nhìn nàng suốt ngày tùy tiện, trên nhảy dưới tránh cùng chỉ khỉ, đầu óc ngược lại là dị thường thanh tĩnh. Mặc dù nàng cũng đắm chìm ở nhan giá trị bên trong, nhưng cũng không trở thành mê mẩn tâm trí. Về phần lộ tiểu ngư, thì trong lòng dân lên một chút ấm áp nàng hiện tại cũng có điểm không phân biệt được là không phải là bởi vì ca ca qua đời dẫn đến nàng tại đụng tới trùng tên lộ tầm về sau theo bản năng đem một vài cảm xúc thay vào đến trên người hắn mà chung quanh các người chơi thì đã rõ ràng tử điện cùng bạch đế đi là không giống nhau con đường bạch đế là làm muốn học kỹ năng chính mình xếp hàng tử điện thì là trong đám người quét mắt một vòng tùy cơ chọn lựa may mắn người chơi đáng chết loại này phúc lợi quả nhiên là xem mặt ngẫm lại cũng là đúng tử điện thế nhưng là thế giới nhân vật chính, này sao có thể đồng dạng A. Giờ này khắc này, liền xem chính mình có đủ hay không Âu. Lộ tầm cứ như vậy đứng ở chỗ này, nhìn như tùy ý tuyển người, trên thực tế tránh đi đám kia bình xịt người chơi. Ai có thể nghĩ tới, trước mắt này vị nợ cơ, giờ này khắc này mặt ngoài là tại tùy tâm sở dục tuyển người, trên thực tế chính nhất tâm nhị dụng, chính mở ra diễn đàn, ra duyệt bọn nhổ nước bọt trò chơi biệt danh, để tránh lọc mất. Bực này tao thao tác, các người chơi dù là não động lại lớn, cũng là tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Mà lộ tầm truyền thụ kiếm kỹ, trực tiếp liền làm các người chơi hai mắt tỏa sáng. Lam cấp như vậy nhiều, thế mà còn có lam cấp trung phẩm. Hoàng cấp cũng rất đủ mặt a, à, thực thích hợp ta loại này hiện giai đoạn bình dân người chơi. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, tử điện truyền thụ những này kỹ năng, tỷ suất chi phí, hiệu quả cũng rất cao sao? Phụ thuộc tính cùng giới thiệu bên trong có thể thấy được, đều là ngang cấp bên trong người nổi bật. Khoa, wow. Thế giới nhân vật chính chính là không giống nhau toàn 6.415 là tinh phẩm A. Lúc này, lộ tầm thì nhìn chính mình nhân vật bản, trong lòng nhạc nở hoa. Hắn vốn là có hơn mấy trăm vạn điểm kinh nghiệm lưu vô dụng, tỷ như hủy đi tế đàn lúc thu hoạch được điểm kinh nghiệm, đã gần ngàn vạn. Bây giờ mới trôi qua không bao lâu, càng là trực tiếp đột phá ngàn vạn đại quan. Cũng không biết dị tộc lần tiếp theo buông xuống là lúc nào. Hắn ở trong lòng nghĩ đến. Theo theo tốc độ này, gần nhất hẳn là có thế thăng liền mấy cấp. Hắn biểu thị phi thường hài lòng. Tự dị tộc xâm lớn đến nay, hắn liền bức thiết nghĩ muốn tăng lên thực lực. Chỉ có thực lực tăng cường, hắn mới có thể làm càng nhiều chuyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tụ ở ngoài thành người vẫn luôn tại biến nhiều, hoàn toàn liền không ít đi qua. Đợi đến mặt trời nhanh muốn xuống núi, lộ tầm quyết định dừng lại ngày hôm nay phần công tác. Dù sao bọn họ đã là thành thục rau hẹ, bọn họ cũng sẽ không chạy. Ngày mai sáng sớm, sẽ có càng nhiều rau hẹ ở đây hàng hàng đứng vững, trong mong cầu hắn vung vẫy liêm đao lộ tầm mở ra chính mình nhân vật bản nhìn một chút, điểm kinh nghiệm đã cao tới 1.700 vạn. Quá kinh khủng. Lúc này, hắn mới nhớ tới, chính mình đối ngoại nói hai cái cái cớ, một cái là lòng mang thiên hạ muốn để đại gia trở nên mạnh hơn, cùng nhau chống cự dị tộc. Một cái khác là chính mình đang đứng ở bình cảnh kỳ, hy vọng tại truyền đạo thời điểm bằng vào dạy bảo người khác tới tự ngộ. Vậy còn chờ gì? Lộ tầm mở ra nhân vật bản, ở trước mặt tất cả mọi người, yên lặng chọn ba lần thăng cấp. Chương 426, đột nhiên tăng mạnh nam tử cùng mèo. Thăng liền 3 cấp, đem lộ tầm bản bên trong điểm kinh nghiệm cho tiêu hao đến không sai biệt lắm. Mà trực tiếp theo 39 cấp lên tới 42 cấp, đã không tính là tiểu phá cảnh, mà là đại phá cảnh. Thực lực tự đệ tam cảnh đột phá tới đệ tứ cảnh, sẽ có trên phạm vi lớn bay vọt. Đối với lộ tầm loại này ngũ hành đồng tu tới nói, càng là như vậy. Trong lúc nhất thời, xung quanh linh khí bắt đầu điên cuồng phun trào, linh khí thủy triều như bọc nước đồng dạng theo bốn phương tám hướng vọt tới điên cuồng linh khí làm cách lộ tầm tương đối gần người chơi cùng nhau lui lại. Bọn họ tại linh khí càng quét hạ, căn bản liền chân đứng không vững cùng. Ta dựa vào. Bảo sao? Lão tử đều tu chân thế mà còn sợ bảo thổi. Đài mẹ ngươi đâu? Đây là linh khí thủy triều, ngươi cái dế nhũi. Đều lui lại, đừng sinh ra dẫm đạp sự kiện. Dẫm liền xong việc, lại không phải là không thể phục sinh. Đều cách tử điện xa một chút, này đột phá cũng quá kinh khủng, đừng chờ chút thương tới vô tội linh lực thủy triều sinh ra về sau các người chơi trong nháy mắt liền hò hét ầm ĩ cùng lúc đó lấy lộ tầm làm trung tâm trực tiếp liền trống ra một mảnh đất lĩnh vực này tựa như là thuộc về riêng mình hắn đồng dạng người khác căn bản liền vào không được kỳ thật đối với lộ tầm tới nói một hơi thăng liền mấy cấp cũng là ít có tình huống hắn hiện tại tạm thời không định đem điểm kinh nghiệm hoa đến địa phương khác ưu tiên tăng lên nhân vật đẳng cấp dị tộc xâm lấn mang đến cho hắn vô cùng áp lực hắn cần đem nhân vật đẳng cấp nâng lên nhiều một chút sức tự vệ mà tấn thăng đến đệ tứ cảnh về sau, lộ tầm rõ ràng cảm thấy khác biệt. Đầu tiên, hắn trong cơ thể linh lực tráng kiện rất rất nhiều. Nếu như nói trước đó chính là tiểu trúc can, vậy bây giờ chính là một cái đại bổng. Hùng hồn ngũ hành linh lực cho hắn rất lớn an toàn cảm giác, cái này khiến hắn thanh mana hoàn toàn lật một phen. Tiếp theo, hắn thần thức phạm vi so lúc trước cũng muốn lớn rồi một vòng lớn, lực khống chế cũng có chút tăng cường. Hai cái này tăng theo cấp số cộng, là cực kỳ khủng bố. Linh lực trở nên nhiều hơn, đại biểu cho lộ tầm mỗi ngày có thể nhét vào vỏ kiếm bên trong kiếm khí số lượng trở nên nhiều hơn. A, à, vỏ kiếm thật là hạnh phúc. Mà thần thức tăng cường, đại biểu hắn mỗi lần có thể lấy ra tới khống chế kiếm khí số lượng cũng thay đổi nhiều. Loại này hỗ trợ lẫn nhau hình thức, cuối cùng bạo phát đi ra sức chiến đấu là dọa người. Hắn loại này đặc thù hình thức chiến đấu, mỗi lần thực lực mức độ lớn sau khi tăng lên, có khả năng thêm vào ra tới hiệu quả, tuyệt đối là cấp độ nghịch thiên. Càng đừng đề cập dưỡng kiếm thuật, còn có thể mang đến 100% bạo kích đợi đến xung quanh vọt tới linh khí bị lộ tầm cho hấp thu hầu như không còn về sau, từng tia từng tia mây mù bắt đầu ở hắn bên người sinh ra. Lúc trước, hắn có vũ kiếm phạm vi bao trùm tại phương viên chừng một dặm, bây giờ, tăng cường đến phương viên 1.5 bên trong. Đừng nhìn chỉ nhiều 0.5, toán học hảo có thế tính một chút, bao trùm diện tích đến tột cùng tăng to được bao nhiêu. Mây mù đột nhiên xuất hiện, làm các người chơi cảm thấy đặc biệt có thú. Bởi vì vũ kiếm sương mù, cùng trong ngày thường thời tiết biến hóa lúc sương mù, cho người cảm nhận là khác biệt hoặc là nói ý cảnh là khác biệt. Đây là một loại rất khó hình dung huyền diệu cảm giác, dù sao nó trên bản chất không phải sương mù, nó chẳng qua là giống như sương mù kiếm ý. Cách tương đối gần người chơi nghĩ muốn đưa tay đụng vào những này hướng ra phía ngoài khuếch tán sương mù, kết quả vừa mới tới gần một chút xíu, liền bắt đầu không ngừng mất máu, thanh máu bắt đầu hạ xuống. Ta dựa vào. Này sương mù không thể chạm vào. Mất máu người chơi bắt đầu la hoảng lên. Tất nhiên, cũng có bộ phận xa điêu người chơi liền yêu thích loại này biên duyên tìm đường chết cảm giác bọn họ tại sương mù biên duyên lập đi lặp lại hoành khiêu, chơi đến quên cả trời đất. Đúng lúc, có một cái lộ tầm nhớ kỹ điệp danh bình xịt người chơi cũng tại tìm đường chết. Bắt ngươi thăm dò sâu cạn. Lộ tầm nhắm mắt lại, ở trong lòng nói. Tên này người chơi gần đây mây mù đột nhiên tập quyển một chút. Mây mù lưu động cảm giác, có điểm giống là tại dưới ánh đèn phun một ngụm khói, khói tại dưới ánh sáng lưu động trạng thái lúc. Này rõ ràng là một cái đẹp vô cùng rất phiêu miểu hình ảnh, lại thành một cái ma thuật biểu diễn. Thanh máu biến bất thuật. Tên này bình xịt người chơi thanh máu trong nháy mắt bị rút sạch, trực tiếp giao ra một lần phục sinh. Người chơi mỗi lần tử vong, tất nhiên sẽ rơi một bộ phận điểm kinh nghiệm, đây là làm cho người ta thực đau lòng. Nhất có thú chính là, sau khi hắn chết, là tại chỗ phục sinh. Hắn phục sinh vị trí, vẫn như cũ bị mây mù cho bao quanh. Tên này tại diễn đàn trong không ai bị nổi, mở miệng nói vẫn bình xịt tận hắn có khả năng xông ra ngoài, tại trong mây mù một hồi lăn lộn, thật vất vả mới xông ra mây mù phạm vi. Dù là như thế, cũng trực tiếp không có ba lần phục sinh cơ hội, trên người điểm kinh nghiệm trực tiếp rơi sạch. Trên mạng ngươi trọng quyền xuất kích, trong hiện thực ngươi đồ ăn đến một thớt. Hắn tao ngộ, làm còn lại sa điêu các người chơi không dám tiếp tục tìm đường chết. Ngày bình thường tìm đường chết không quan hệ, rơi một chút phục sinh số lần cùng điểm kinh nghiệm mà thôi. Nhưng đừng quên, bọn họ ngàn dặm xa xôi chạy tới, là tìm đến tử điện học kỹ năng. Trên người đều không có điểm kinh nghiệm, cái kia còn học cái rắm. Này chẳng phải đại biểu cho dù là tử điện chọn chúng chúng ta, Chúng ta cũng không cách nào học được sao? Đừng học cái này ngốc bức, chúng ta ổn một chút. Tất cả mọi người ở trong lòng nói. Tên này bình xịt người chơi tâm thái trực tiếp liền sập, điểm kinh nghiệm cơ hồ hao hết, đây cũng quá đã thương đi. Tiêu Lung bao nhìn một màn trước mắt, tại Lộ Tiểu Ngư bên tai thấp giọng nói, Tiểu Ngư nhi, ta nhớ được cái này người, diễn đàn trong nói chuyện bẩn nhất chính là hắn. Lộ Tiểu Ngư nghe vậy, nhìn tên nam tử này người chơi một chút, sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua mây mù trong trung tâm kia mơ hồ thân ảnh. Đến tận đây trong mây mù ngoại trừ lộ tầm bên ngoài, không có người nào nữa. Thời gian hướng về phía sau chuyển dời chừng 5 phút, lộ tầm đem lần này đột phá mang đến thu hoạch triệt để tiêu hóa sạch sẽ. Hắn đứng tại mây mù trung tâm nhất, nhẹ nhàng vung tay lên, mây mù trong gian liền trống ra một con đường tới. Phía trước hắn có một đầu không che chắn đại đạo, mà tại đầu này đại đạo hai bên, thì có mây mù quay cùng lượng lờ. Hắn từ này điều này đạo bên trên chậm rãi đi về phía trước, đám người nhìn từ đằng xa đi, chỉ cảm thấy màn này trực kích lòng người lộ tầm đi đến lộ tiểu ngư cùng tiêu lung bao bên cạnh, cười cười nói, các ngươi trước tạm vào thành nghỉ ngơi đi. Sau đó, hắn liền ở chỗ này biến mất không thấy gì nữa. Theo hắn cùng nhau biến mất, còn có kia lăn lộn mây mù chi hải. Trong thiên địa chỉ quanh quẩn lộ tầm kia âm thanh trong trẻo, ngày mai giờ thìn, ta sẽ lại đến nơi đây truyền đạo. Các người chơi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, những cái đó không có học được kỹ năng, đành phải ngày mai trở lại. Cùng lúc đó, bọn họ cũng rõ ràng trong trò chơi vì sao lại an bài như vậy một cái đại phúc lợi. Bởi vì tử điện không chỉ là tại truyền đạo, hắn cũng là tại ngộ đạo. Rau hẹ nhóm là thế nào não bổ, lộ tầm tạm thời cũng không quan tâm. Dù sao bọn họ lại thế nào mở não động, cũng tuyệt đối nghĩ không ra chính mình là tại cắt rau hẹ. Bây giờ, lộ tầm ngồi tại hạt giấy phía trên, ngao du tại cửu thiên, cảm thụ được chính mình cơ thể bên trong bành trướng lực lượng. 42 cấp ta, đã có đánh chết đại đa số đệ ngũ gia dị tộc năng lực. Lộ tầm tự lẩm bẩm. Lúc trước, hắn mặc dù tham dự mấy trận cùng dị tộc chi gian đại chiến, nhưng hắn cũng không có độc lập từng đánh chết bất luận cái gì một cao gia dị tộc. Bởi vì thực lực còn chưa đủ, độ khó hệ số quá cao. Hiện tại liền không đồng dạng, hắn đã có như vậy thực lực. Hơn nữa kế tiếp mấy ngày nay, đoán chừng còn có thể lại tăng hơn mấy cấp. Chỉ tiếc ta thăng cấp lúc sở hao phí điểm kinh nghiệm thật sự là quá cao, bằng không mà nói, ngược lại là có thể nhanh chóng lên tới 50 cấp trở lên, trở thành đại tu hành giả. Hắn thở dài. Lấy chính mình bây giờ thực lực tổng hợp, một khi trở thành đại tu hành giả vậy sẽ kinh khủng dị thường. Đệ ngũ cảnh, là một cái cực bay vọt mạnh, sẽ sinh ra biến hóa về chất. 55 cấp trở lên ta, hẳn là liền có cùng đệ lục cảnh miêu nam bắt chính diện cứng rắn gian năng lực A. Lộ tầm ở trong lòng đoán chừng. Tuy nói 50 cấp về sau, mỗi lần thăng một cấp liền sẽ sinh ra trên lệch cực lớn, nhưng chính mình dù sao cùng còn lại người tu hành có khác biệt cực lớn, hắn cảm thấy 55 cấp chính mình, không sai biệt lắm nên có loại này vượt cấp khiêu chiến thực lực. Đến lúc đó, liền có thể dùng thủ đoạn cứng rắn soát mèo á lộ tầm ngẫm lại đều cảm thấy tương lai một mảnh tốt đẹp a à, đây thật là tu hành động lực một trong a à. vừa nghĩ đến đây hắn ngược lại là hơi nhớ hậu sơn đám người ngoại trừ tưởng niệm hậu sơn chúng nữ bên ngoài thế mà liền phổ xấu xí tiên sinh cùng cực xấu xí tam sư huynh đều tưởng niệm nơi nào cũng là hắn nhà cũng không biết trong mấy ngày này các nàng tất cả đều bận rộn cái gì lộ tầm ở trong lòng nói ma tông hậu sơn tiểu thư trai quý lê cùng lâm thiền kết thúc ngày hôm nay phần tu hành về sau ngay tại tiểu thư trai ngoài cửa cắt lấy mâm đựng trái cây. Đây là lộ tầm mang đến thói quen, cũng làm cho hậu sơn đám người từ từ quen đi. Đột nhiên, một đạo thật lớn màu đen mèo hình hư ảnh, đột nhiên hiện ra. Này đạo hư ảnh có chừng 5 mét trở lên độ cao, đem toàn bộ tiểu thư trai đều cho bao phủ. Hư ảnh rất là mơ hồ, duy nhất rõ ràng chính là kia đôi trong mắt. Này một đôi đồng tử nội bên trong, có chín sợi ngọn lửa hội tụ vào một chỗ. Trong đó 6 sợi đã là hơi mờ hình, mặt khác ba sợi thì đang thiêu đốt hừng hực này đạo hư ảnh cho bốn phía mang đến mãnh liệt uy áp ví như nhân gian thần chỉ đây là yêu tộc đại thánh hư ảnh đệ cửu cảnh hư ảnh quý lê cùng lâm thiền trong lúc nhất thời có điểm thở không nổi các nàng ngực một hồi chập trùng chỉ bất quá một cái là thực là hoành tráng một cái là quy mô khá lớn cảnh sắc có nhất định khác biệt cũng may này đạo hư ảnh cũng không có duy trì thật lâu đại khái bất quá mười hơi tả hữu thời gian này đạo hư ảnh liền biến mất không thấy ngay sau đó tiểu thư trai truyền đến một hồi lô ly âm Lão nương rốt cuộc trở lại đỉnh Phong Á. Còn lại đột phá một cái tiểu cảnh giới. Ha 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 meo. Miêu Nam bắt thanh âm từ trong nhà truyền ra, nàng đã đem tu vi khôi phục đến đệ lục cảnh. Dựa theo cùng tiên sinh trước đó định ra ước định, chỉ cần nàng tu vi khôi phục, tiên sinh liền sẽ cho phép nàng xuống núi. Mỹ thực. Không đúng, là tiểu sư đệ. Ta lập tức liền muốn tới rồi. Miêu Nam bắt trong lòng hưng phấn dị thường, chính một người đứng ở trên giường xoay cái mông đâu? nàng sau khi biến hóa mặc dù không có cái đuôi, nhưng xoay đứng lên cũng vẫn rất có rung động. Những ngày gần đây, nàng kỳ thật cũng lục tục hiểu được một ít thiên trần đại lục thế cục hôm nay. Tiểu Lô Ly vẫn là rất muốn giết dị tộc. Chỉ bất quá nàng điểm xuất phát tương đối là đơn thuần, tương đối đơn giản. Ta rất muốn cuốn lấy tiểu sư đệ, làm hắn cả một đời đều cho ta làm tốt ăn, hút lưu. Nhưng hỏng bét chính là, tiểu sư đệ hiện tại giống như mãn đầu óc đều là các ngươi dị tộc. Ta có chút ghen ghét. Cho nên lão nương nhất định phải đem các ngươi cho giết sạch ánh sáng. Nàng lay động một cái cổ tay bên trên hai cái chuông, yêu đao, Bồ Tát mang, phát ra thanh thúy êm tai tiếng vang. Chương 427, Nhị Sư tỷ Phá quan Cuối tháng cầu nguyệt phiếu. Hậu Sơn, khu rừng nhỏ. Trở lại đỉnh phong về sau, còn đột phá một cái tiểu cảnh giới miêu nam bắc đang đứng ở bành trướng kỳ. Nàng lén lén lúc lúc đi vào trong rừng trúc nhỏ, chợt hướng về trên đá lớn ngồi ngay thẳng gầy gò đạo cô đánh lén mà đi. Khí. Khí tức lộ ra ngoài nhị sư tỷ ngồi tại trên đá lớn, mở miệng nhàn nhạt phê bình một câu. Sau đó, nàng nâng lên chính mình tay phải, trắng đỏn thon dài đến có thể để cho tay khống nhóm phát cùng năm ngón tay nhẹ nhàng hướng lên nhất câu, một cổ khí lưu liền đem Miêu Nam Bắc cho bao vây lại. Đệ lục cảnh Miêu Nam Bắc, mặc kệ phóng tới Thiên Trần Đại Lục môn phái nào, đều đã xem như cao thủ. Nhưng ở nhị sư tỷ trước mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý. Nàng tiện tay vung lên, Miêu Nam Bắc liền không cách nào tránh thoát trúc giận lưu trói buộc. Vùng vẫy một lát sau, tiểu lô ly dứt khoát từ bỏ giải dụa khí đến quay hàm phình lên mặt bên trên tiểu nhục nhục đều đôi lại với nhau mặc cho khí lưu đưa nàng thắt dơ lên chậm rãi bay về phía trên hòn đá cố tiểu mãn đợi đến nàng bay đến gầy gò đạo cô trước mặt cố tiểu mãn nâng lên chính mình ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng điểm một cái miêu nam bắt mi tâm liền xảo diệu phá vỡ nàng biến hóa biến trở về tiểu hắc miêu miêu nam bắt ghé vào nhị sư tỷ trên đùi cảm thụ được nơi đây mềm mại cùng với tay kia chỉ mơn trớn lông mèo cảm giác nàng lần này không giống chinh tính dãy dụa nói xác thực nàng chính là đặc biệt chạy tới cầu lột bởi vì nàng chuẩn bị xuống núi đi tìm đường đầu bếp chẳng khác gì là chỗ này cùng nhị sư tỷ cáo biệt chuẩn chuẩn bị xuống núi rồi nhị sư tỷ một bên nhẹ nhàng vuốt ve mềm mại lông mèo một bên dùng nàng kia thanh lãnh thanh âm hỏi đúng vậy a à, đi tìm tiểu sư đệ mèo miêu nam bắt trở mình nằm nghiêng tại nhị sư tỷ trên đùi chính mình một đầu tiểu chân sau còn có chút hướng lên dơ lên động tác bất nhã nhưng lại đáng yêu chờ chờ một chút đi nói lấp nhị sư tỷ dùng nàng kia thanh lãnh thanh âm nói mấy cái chờ chữ a à. miêu nam bắt nghe vậy lại trở mình biến thành phần bụng hướng về cố tiểu mãn nhị sư tỷ nhìn tiểu hắc miêu kia đôi mê hoặc mắt to trên mặt có rất cạn rất cạn ý cười chờ chờ ta mấy ngày miêu nam bắt nghe vậy một đôi lỗ tai mèo lập tức lập đến thẳng tắt nhị sư tỷ ngươi muốn đột phá à nha miêu nam bắt ngữ điệu dơ lên vì nàng cảm thấy vui vẻ nhị sư tỷ tại rừng trúc họa địa vi lao đã có rất nhiều năm sớm tại lộ tầm bái sư hậu sơn trước nhị sư tỷ liền ở chỗ này bế quan toàn bộ hậu sơn ngoại trừ lộ tầm bên ngoài miêu nam bắt liền cùng nhị sư tỷ người thân nhất bởi vậy nàng thoáng cái liền hưng phấn lên xuyên đạo bào màu đen gầy gò đạo cô khẽ gật đầu trả lời liền ngay tại lúc này nhị sư tỷ búi tóc trên cây trâm gỗ đột nhiên tróc ra bay tới nàng trước mặt một đầu tóc xanh như vậy tản mát rối tung tại nàng hai vai bên trên làm nàng thanh lãnh khuôn mặt tăng thêm một chút ôm nhu tiếng nói vừa mới lạc phương viên mấy chục dặm linh khí, liền trong nháy mắt lao nhanh đứng lên, sau đó bị đột nhiên dành thời gian. Nếu phá cái này liên quan, nàng chính là cái dưỡng kiếm thuật từ đại viên mãn. Bên kia, lạc hoa thành bên ngoài. Lộ giải quyết dứt khoát, tầm, ngay tại nhanh lạc quơ liêm đao. Ở các ngươi những này thành thục trao hẹ, mau đưa đầu cho ta phóng tới. Hôm nay, là hắn tại lạc hoa thành bên ngoài truyền đạo ngày thứ ba. So với hai ngày trước, ngày hôm nay có thể nói là kín người hết chỗ. Không có cách, mị lực chính là như vậy lớn lộ tầm đối với sự nổi tiếng của mình, vẫn là rất hài lòng. Ngươi đừng tưởng rằng trước mắt này ô ương ương một đại đống người chơi đều là đến học kỹ năng, trong đó còn có không ít người chính là đến xem trong truyền thuyết tử điện. Cùng lúc đó, không ít đã học qua kỹ năng người chơi, thế mà không nở đi. Không có cách, người nha, chính là yêu thích tham gia náo nhiệt. Hiện tại toàn bộ lạc hoa thành khu vực phụ cận, là thuộc nơi này náo nhiệt nhất. Nhiều người như vậy tập hợp một chỗ, căn bản liền sẽ không cảm thấy không thú vị. Tâm sự, đánh một chút cái rắm, một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Nhanh lạc. Nhiều người chính là nhanh lạc. Vốn dĩ đi, lạc hoa thành chính là một tòa thành nhỏ, thành bên ngoài rừng hoa đào mặc dù phong cảnh không sai, nhưng lại ít ai lui tới. Bây giờ nơi này tất cả đều là người chơi, còn có không ít người chơi ngồi sổn ở cây trên, cùng khỉ tựa như. Tất nhiên, lộ tiểu ngư cùng tiêu lung bao cũng là mỗi ngày tất ở đây. Các nàng đã sớm lấy giá thấp học tập kỹ năng, học vẫn là tốt nhất mạnh nhất, thiên thu, nhưng ở tại thành bên trong cũng là không chuyện làm, còn không bằng chạy tới thành bên ngoài nhìn xem tuyệt không phải là bởi vì tưởng niệm tử điện mà lộ tầm thì vẫn như cũ dùng đến ngày đầu tiên lúc hình thức trong đám người chọn người chơi truyền thụ kỹ năng tránh đi những cái đó nhạ này không nhanh người thu gặt thu gặt lộ tầm đại ma vương đột nhiên thấy được quen thuộc sáu quả cái đầu nhỏ a à, đây không phải ta tọa hạ kia lục đại thổi hầu kiếm đồng tử sao lộ tầm sửng sốt một chút đám người phía sau mặc quan cơ đợi người chính hung hăng đi đến chen nhường một chút đều nhường một chút Vương Cương thiết một thân cơ bắp, hơn 2 mét khổ người, cùng chiếc xe tăng tựa như tại phía trước mở đường. Anh! Là cái gì đụng phải ta? Quá cứng! Một không biết là nam hay nữ người chơi hai chân bên trong tám, mở miệng nói. Tên này người chơi quay đầu nhìn lại, thấy được Vương Cương thiết kia trương niết mặt lúc thẩm mỹ quỷ dị xấu xí mảnh nam mặt. Hắn hơi thở đánh vào này vị người chơi mặt bên trên, cái góc độ này còn có thể nhìn thấy tươi tốt lại tràn ngập nam nhân vị lông mũi. Này vị người chơi sắc mặt lập tức liền xanh, đầu óc cũng bắt đầu choáng tình yêu tiểu xe tăng, ai đụng ai cơn sốc. Này vị người chơi nhanh chân liền chạy, chạy thời điểm vẫn như cũ bên trong tám, vừa chạy một bên chịu đựng nghĩ muốn nôn mửa xúc động. Vương Cương thiết sờ sờ chính mình đầu to, trong lúc nhất thời có điểm không làm rõ ràng được tình huống. Mặc kệ, tiếp tục mở đường đi. Nhường một chút, phiền phức đều để nhường lối. Tại hình người xe tăng trở giúp hạ, chúng hầu kiếm đồng tử nhóm rất nhanh liền đẩy ra phía trước nhất. Không ít người chơi vốn là muốn mở miệng mắng chửi người, nhưng ở nhận ra bọn họ thân phận về sau, cuối cùng lựa chọn ngậm miệng. Không có cách, ai bảo bọn hắn bên trong có hảo mấy cá nhân khí game thủ chuyên nghiệp đâu rồi, huống chi bọn họ vốn là tử điện tọa hạ lục đại thổi tiêu đồng tử, là quan hệ hộ. Tiểu sư thúc tổ. Mọi người đi tới lộ tầm trước mặt, đồng nói. Lộ tầm nhìn bọn họ, bình tĩnh gật gật đầu, cũng cười cười ôn hòa, cho đủ bọn họ mặt mũi. Khi nhìn đến lộ tầm tươi cười về sau, bọn họ chỉ cảm thấy những ngày này vất vả, đều là đáng giá. Bọn họ căn cứ diễn đàn bên trên tin tức, tại Tây Châu tìm kiếm lộ tầm. Xấu hổ chính là, bọn họ mỗi đến một nơi lúc, lộ tầm đều trước thời gian một ngày đi. Bởi vậy, những ngày này chính là tại không ngừng bỏ qua bên trong vượt qua. Còn tốt, cuối cùng vẫn đụng phải. Cách đó không xa, tiêu lung bao nhìn những này sắc mặt tràn đầy suy si hán cười cùng suy si nữ cười hầu kiếm đồng tử nhóm, tiếng cười tại lộ tiểu ngư bên tai nói. Tiểu ngư nhi, cái kia game xong đuôi ngựa, gọi thái tương tương người chơi nữ còn rất xinh đẹp ai, nghe nói nàng ngoại trừ là danh game thủ chuyên nghiệp bên ngoài, vẫn là vị nhân khí nữ chủ bá đâu rồi, trường học chúng ta bên trong liền có không ít nam sinh thực mê nàng. Lộ tiểu ngư nghe vậy, ngẩng đầu nhìn một chút thái tương tương, trong miệng không nói gì. Nàng tay phải ngón trỏ vô ý thức thủ sẵn chính mình vỏ kiếm, mặt bên trên ngược lại cũng không có cái gì biểu tình. Đối với hầu kiếm đồng tử nhóm đột nhiên đến, lộ tầm mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng tâm tình lại rất bình tĩnh. Không có kinh hỉ cũng không có kháng tự. Hắn tiếp tục truyền thụ kỹ năng, nhân vật bản bên trong, điểm kinh nghiệm tổng ngạch đã đột phá 2.000 vạn đại quan. Hắn cũng không có nóng lòng thăng cấp, mà là đem điểm kinh nghiệm trước lưu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mà nhưng vào lúc này, lộ tầm đột nhiên sửng sốt một chút, có chỉ chốc lát thất thần. Cũng may hết thảy người chơi lực chú ý đều bị một chuyện khác hấp dẫn, lại lộ tầm sắc mặt rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, cho nên cũng không có người phát hiện. Bây giờ, bao quát lộ tầm ở bên trong, hết thảy người chơi trước mặt đều bắn ra một đầu nhắc nhở tin tức đầu này nhắc nhở tin tức đến từ nhiệm vụ chính tuyến các dị tộc xâm lấn. Đinh. Dị tộc đợt thứ hai buông xuống, sách bắt đầu. Đếm ngược 10 giờ. Lại là quen thuộc 10 phút đồng hồ đếm ngược. Thời gian qua đi nhiều ngày như vậy, dị tộc đợt thứ hai xâm lấn, rốt cuộc đã đến. Nơi đây gần vạn danh người chơi nhịn không được bắt đầu xoa khởi tay tới. Khoảng cách lạc hoa thành hơn 10 dặm nơi nào đó dốc núi bên trong, nơi này có một tòa mô hình nhỏ tế đàn. Cỡ nhỏ tế đàn trong, một vị tộc nữ tử nhìn đột nhiên chấn động tam nhãn pho tượng mặt bên trên nổi lên một mặt ý cười giờ này khắc này tam nhãn pho tượng kia ba cái hẹp dài đôi mắt chính hiện ra quỷ dị yêu giả ánh sáng tế đàn xung quanh phù văn bắt đầu lóe lên tế đàn một ít bộ vị cũng bắt đầu di động bắt đầu xoay tròn tạch 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 một hồi tiếng vang lên về sau tam nhãn pho tượng tách ra lóa mắt hắc quan hào quang màu đen này tựa như có thế thôn vệ hết thảy mang theo vô cùng tà tính chỗ này tế đàn là dị tộc nữ tử tại nửa tháng trước sửa lại thành công. Đây là thượng của thời kỳ để lại tàn tạ tế đàn, tương đương với lần này là lần đầu tiến hành triệu hoán. Đối với nàng mà nói, này bằng với là một lần đại công lao. Nàng trên mặt có vô tận vui sướng, khi một đôi màu đỏ đôi mắt đều công thành vành trăng khuyết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đợi đến 10 phút đồng hồ sắp kết thúc lúc, nàng thân ảnh tự tế đàn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì đặc thù nguyên nhân, đã không cách nào gánh chịu quá nhiều dị tộc, bởi vậy, dị tộc đều là trực tiếp buông xuống đến tế đàn nơi xa. Như vậy cũng có thể làm tế đàn vị trí cụ thể bảo trì thần bí. Nàng thấy thời gian không sai biệt lắm, cảm thấy nên đi ra ngoài nên đón. Đợi đến nàng đi vào vị trí cụ thể lúc, không gian một hồi vạn vẹo, ngay sau đó, nàng liền thấy được lấy nàng mà tính đại quân dị tộc. Cầm đầu dị tộc nam tử tướng Mạo Anh Tuấn, thân hình cao gầy, mái tóc dài màu tím rối tung ở đầu vai, tăng thêm một mặt yêu dị. Này nam, là cái loại này thực tà soái tiêu chuẩn soái khí nhân vật phản diện mặt là cái loại này có thể để cho hoa si các thiếu nữ tam quan đi theo ngũ quan đi nhân vật phản diện tướng mạo dị tộc nữ tử nhãn tình sáng lên chỉ cảm thấy nhìn có chút mê mẩn tên này dị tộc nam tử có một đôi cùng màu tóc cùng màu trồng mắt màu tím đôi mắt chỗ sâu mang theo vô tận mị hoặc hắn hướng về dị tộc nữ tử vẫy tay một cái nàng liền si ngốc đi tới dị tộc nam tử tiếng nói trầm thấp mở miệng nói nói cho ta ngươi biết gần đây tình báo đại đại nhân, gần đây chỉ có một tòa tên là Lạc Hoa Thành Thành nhỏ. Người tu hành không nhiều, số lượng tuyệt không hơn trăm, đại nhân tất nhiên có thể tiện tay đem này hủy diệt. Dị tộc nữ tử vội vàng nói. Nàng đối với gần đây vẫn là có hiểu biết, Lạc Hoa Thành quá nhỏ, cũng liền như vậy lớn, người tu hành tuyệt đối sẽ không hơn trăm. Hơn nữa gần đây cũng không có cái gì tông môn. Tên này yêu dị nam tử đưa tay vô một hồi chính mình mái tóc tím dài, có chút nhíu lông mày, trên mặt mang theo mỉm cười, nhìn nữ tử này, lại liếc mắt nhìn chính mình phía sau đại quân, mở miệng nói. Không đủ trăm người. Rất tốt, ngươi làm không tệ. PS, canh thứ hai, cuối tháng, gấp đôi nguyệt phiếu cũng bắt đầu. Cầu nguyệt phiếu. Cuối tháng sau cùng tranh bản, hy vọng có thể bảo trụ bản nguyệt phiếu trước 10, cầm cái thuộc về chúng ta vinh quang. Chương 428, ở trên cao nhìn xuống. Cầu nguyệt phiếu. Dị tộc ở chỗ này buông xuống đại quân, nhân số vì 4.000 người chỉnh. Hình mờ quảng cáo kiểm tra, hình mờ quảng cáo kiểm tra số lượng thoạt nhìn không ít, nhưng chủ yếu đều vì đê gia dị tộc. Cầm đầu tên này tóc tím dị tộc nam tử thân phận tôn quý, thực lực tuy chỉ tại đệ lục giai, địa vị lại cùng bình thường cao gia dị tộc có ngày đêm khác biệt. Đây cũng là vì sao tên này dị tộc nữ tử khi nghe đến hắn tán dương về sau, kích động như thế nguyên nhân một trong. Tên này tóc tím dị tộc nam tử tên là Dực Huyền, ngoại trừ thân phận tôn quý bên ngoài, hắn cũng là dị tộc bên trong nổi danh mỹ nam tử. Giờ này khắc này, một cái đầy bụi đất thiếu niên theo giữa rừng núi chui ra trên lưng hắn cõng một đống củi lửa, quần áo cũ nát, vóc dáng cũng không cao. Cùng kia một đại chồng chất củi lửa bắt đầu so sánh, hắn có vẻ dị thường nhỏ gầy. Cũng nguyên nhân chính là đây, hắn giờ phút này hai đầu gối có chút trầm xuống, người cũng hơi có vẻ còng xuống, đều thẳng không đứng dậy. Thiếu niên bụng phát ra từng đợt đói ùng ục ùng ục âm thanh, nhưng đối với cái này hắn sớm thành thói quen. Hắn thở nhỏ phụ mẫu đều mất, độc lưu hắn một người lưu tồn ở thế. Khi đó hắn thật sự là quá nhỏ, căn bản không có cách nào nuôi sống chính mình bụng khi đói bụng hắn ngay tại lạc hoa thành hẻm nhỏ bên trong vòng quanh tại hàng xóm láng giềng trước cửa nhà đi qua một lần lại một lần trong lòng thì chờ mong sẽ có hay không người hỏi hắn một câu ăn cơm chưa không ăn nói tới nhà của ta ăn hắn vận khí không tệ hắn bị hàng xóm lý thẩm cho chứa chấp lý thẩm trong nhà không có nam nhân chỉ có nàng cùng tiểu đậu nha nhật tử qua cũng túng quẫn vốn là ngẫu nhiên muốn chịu đói hai người lại thêm này tiểu tử biến thành thường xuyên muốn ba người cùng nhau chịu đói dần dần cũng liền đều đói quen thuộc một cho tới hôm nay hắn tuổi tác lớn hơn một chút có thể làm nhiều một chút việc khổ cực nhật tử mới có chút chuyển biến tốt đẹp nhưng tiếc nuối chính là hắn hiện tại đang đứng ở nhân sinh phát dục kỳ nam oa tử nha lại thường xuyên làm việc loại này thời kỳ liền sẽ đặc biệt có thế ăn giống như như thế nào ăn đều ăn không đủ no hắn nằm mộng thời điểm đều muốn ăn thịt sẽ nghĩ tới chảy nước miếng giờ này khắc này lưng của thiếu niên ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt đại quân dị tộc nhìn không được liền lui về phía sau mấy bước cái này này đều là ai? Thiếu niên có chút sợ. Không có cách, ai kêu dị tộc nếu như không ngụy trang lời nói, đều lớn lên lòe loẹt đâu. Thiên trần đại lục chủ lưu là mắt đen tóc đen, căng hết cỡ cái khác màu tóc khác biệt, hơi vàng loại hình. Nhìn nhìn lại dị tộc đâu? Tử, đỏ, lục, lam. Cầu vòng sắt tùy tiện liền có thể góp đủ. Mặc dù bọn họ tạo hình cũng không phải là smartphone, nhưng như vậy một đống rõ ràng không bình thường người, đứng ở chính mình trước mặt, làm sao có thể không hoảng hốt. 4 người A, à trên địa cầu có trường học toàn trường thầy trò tại thao trường tập hợp, đều thu thập không đủ nhiều người như vậy. Chủ yếu nhất là, những này dị tộc cũng không có thu liễm chính mình khí tức. Chỉ là một cái thiên trần phàm nhân, vẫn là cái loại này có điểm phát dục không tốt, tại đại quân dị tộc trước mặt, trong nháy mắt liền bị áp không thở nổi. Hắn hai chân như nhũng ra, đang lùi lại quá trình bên trong lại đạp phải chính mình, ngã ngã trên mặt đất. Thiếu niên cổng củi lửa rơi lả tả trên đất, một cái nhánh cây còn đâm rách hắn cánh tay, chảy ra một chút máu tươi. Trong đại quân dị tộc, dực huyền có nhiều thú vị nhìn thiếu niên này thiên trần đáng thương sâu kiến hắn kia đôi môi hơi mỏng hơi nhếch lên sau đó nâng lên chính mình thon dài ngón tay hướng về thiếu niên cách không một chút sau một khắc thiếu niên bên người củi lửa trong nháy mắt bị dẫn đốt thế lửa lan tràn đến trên người hắn hắn trên đồng cỏ kêu thảm lăn lộn lại không làm nên chuyện gì này đó ngọn lửa lấy hắn loại phương thức này là diệt không xong thiếu niên nhìn thiêu đốt lên hai tay nhìn ngọn lửa dần dần lan tràn đến hắn bộ ngực trong lòng một hồi tuyệt vọng trước khi chết cái này đói đã quen thiếu niên hít hà cảm giác có chút ngoài ý muốn nguyên lai chính mình lửa cháy lúc vị thịt ngửi đứng lên lại thơm như vậy đối với dực huyền tới nói đây bất quá là đi vào thiên trần đại lục sau khúc nhạc dạo ngắn tất nhiên cái này cũng triệt để kích phát các vị tộc thực chất bên trong khát máu bọn họ huyết mạch bên trong có quá nhiều đồ vật huyết khế mang cho bọn hắn không chỉ là tuyệt đối trung thành còn có điên cuồng khát máu tàn bạo xuất phát dực huyền hiệu lệnh đại quân nói chỉ là một đầu thiên trần sâu kiến, cũng không thể làm hắn nhận được thỏa mãn. Ngược lại là dị tộc nữ tử trong miệng lạc hoa thành, làm hắn có một chút hứng thú. Một tòa thành sâu kiến, ngược lại là đủ bỏ vào nhét kẻ răng. Về phần thành bên trong kia không đủ trăm người người tu hành, hắn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nơi đây có bốn ngàn dị tộc, bốn ngàn đối với một trăm, hoàn toàn chính là nghiền ép. Hắn thậm chí đối với cái này cảm thấy tiếc nuối. Như vậy điểm người tu hành, giấc căn bản liền không đủ thoải mái. Dực Huyền hơi hơi mị hiếp mắt chính mình trong mắt màu tím, phía sau xuất hiện màu tím quang dực, bắt đầu dẫn đầu hướng về Lạc Hoa thành phương hướng bay đi. Mới bay không bao lâu, hắn liền không nhịn được nhíu mày, sau đó nhìn thoáng qua bên người dị tộc nữ tử. Ngươi nói, Lạc Hoa thành bên trong người tu hành không đủ trăm người. Hắn hỏi, là đại nhân. Dị tộc nữ tử nhìn chầm chầm hắn kia tuyệt mỹ khuôn mặt, trả lời. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, nàng liền mộng. Không chỉ là nàng mộng, mà là toàn bộ đại quân dị tộc đều mộng bởi vì nơi xa chạm mặt tới, là kia gần vạn danh ngự kiếm phi hành xa điêu người chơi. Bọn họ phô thiên cái địa, như cái giết sang sông, trong miệng còn la to, nói xong một ít làm các dị tộc hoặc nghe hiểu được, hoặc chỉ có thể nghe hiểu một nửa, hoặc hoàn toàn nghe không hiểu. Nhất làm cho Dực Huyền cảm thấy kinh ngạc chính là, những này rõ ràng cảnh giới thoạt nhìn cũng không cao người tu hành. Vì sao lớn lối như thế? Đúng vậy, chính là thoạt nhìn phi thường phách lối. Cái gì về phần bọn hắn nhìn qua ánh mắt đều có chút không đúng khi căn bản chính là nhìn chầm chầm con mồi ánh mắt. Này loại tư vị thật rất cổ quái. Bởi vì các dị tộc là đem chính mình coi là thợ săn, bọn họ là đến đi săn. Kết quả vừa đến địa phương, phát hiện những này trong mắt bọn họ con mồi đặc biệt cùng, làm giống như bọn họ mới là đến đi săn đồng dạng. Đại nhân. Ta. Ta. Nhìn nhiều như thế ra điêu người chơi, dị tộc nữ tử nói không ra lời. Nàng cam đoan hơn người số không gặp qua trăm, mà giờ khắc này số lượng, so với nàng nói tới số lượng muốn thêm gấp trăm lần này nên làm thế nào cho phải? Hừ, sâu kiến lại nhiều, cũng là sâu kiến. Thấy đối diện cũng không có cái gì đại tu hành giả, làm dực huyền tại sau khi khiếp sợ, cấp tốc khôi phục tỉnh táo. Chỉ cần không có cái gì đại tu hành giả, kia hết thảy liền dễ làm. Giết bọn hắn là được. Một vạn danh đê giai người tu hành mà thôi, chỉ riêng hắn một người, liền có thể tiện tay đánh chết một nhóm lớn. Huống chi nơi đây còn có đại lượng cao gia dị tộc. Chỉ là những này cao gia dị tộc liên thủ, liền có thể đem đối diện cho đồ dứt sạch sành xanh. Người đều chỉ có một cái mạng, mà các ngươi những này sâu kiến, không ai có thể ngăn cản ta một đao. Hắn xuề tay phải ra, một cái màu tím thủy tinh trường đao liền xuất hiện ở trong tay. Cây đao này toàn thân từ thủy tinh chế tạo thành, toàn thân hơi mờ hình, tại lưỡi đao nơi còn một đạo màu đỏ sậm dây nhỏ, dây nhỏ phía trên khắc đầy phù văn tối nghĩa. Này thanh màu tím tinh đao phát ra một hồi to rõ tiếng vang, như là rồng ngâm hổ gầm. Sau một khắc, này tiếng vang lại im bặt mà dừng bởi vì nó chặt đứt. Màu tím tinh đao từ đó trung tâm phân thành hai đoạn, vết cắt vuông vức, tựa như là một khối đậu hũ bị nhẹ nhõm cắt thành hai nửa, tại các quá trình bên trong, không có nhận đến mảy may trở ngại. Dực Huyền cầm đoạn nhận, kia một đôi con ngươi màu tím đột nhiên phóng đại. Hắn thậm chí đều không có ý thức đến đao của mình là thế nào đoạn. Quá nhanh, hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Nhanh đến hắn trong lúc nhất thời lại chưa kịp phản ứng. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy trên người một hồi nóng hổi, giống như có thứ gì vẫy ra đến chính mình trên người khi là máu tươi, nóng hổi máu tươi, dị tộc máu tươi. Những này máu đến từ hắn bên người dị tộc nữ tử, đến từ hắn bên người cao gia chắc dị tộc. Bành. Huyết hoa bốn phía, mười vị cao gia dị tộc trong nháy mắt bỏ mình. Hô, một trận gió nhi thổi qua, thổi lên hắn màu tím tóc dài. Hắn đồng tử có chút trung động, thân thể trong lúc nhất thời có chút cứng ngắc. Hắn đau chặt đứt, mười người cứ như vậy chết tại chính mình bên cạnh, hắn lại cái gì cũng không có cảm giác được. Hết thảy tựa như vô thanh vô tức, hắn thậm chí không biết đến tục cùng là người phương nào cách làm. Mà không biết, thường thường có thế mang đến vô tận sợ hãi. Hắn luống cuốn. Đại lượng đê gia dị tộc đã cùng sa điêu các người chơi đứng chung một chỗ, các dị tộc thực lực hơi mạnh chút, nhưng nề hà. Sa điêu các người chơi có thế phục sinh. Trong bọn họ đại đa số người những ngày này mới vừa học được kỹ năng mới, chính là cảm xúc đắt đỏ nhất thời điểm. Tại sa điêu các người chơi trong mắt, dị tộc chính là luyện tập tốt nhất công cụ, đồng thời, cũng có thể đền bù một chút bọn họ học kỹ năng lúc tiêu tốn đi ra ngoài điểm kinh nghiệm. Cục diện trong lúc nhất thời đặc biệt hỗn loạn. Dực Huyền ở vào trong đám người, đột nhiên nghe được một tiếng tiếng kiếm reo. Này thanh tiếng kiếm reo truyền ra về sau, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình trong tay cầm đoạn nhận, đột nhiên chấn động một cái. Là này thanh kiếm. Là này thanh kiếm làm. Dực Huyền trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Hắn theo thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên. Hắn thấy được cái kia thanh huyền phù tại không trung kiếm, cái kia thanh làm hắn tâm sinh vô tận sợ hãi kiếm này thanh kiếm tạo hình thoạt nhìn có chút bình thường nhưng kiếm trên người tản ra ra tới khí thế lại dị thường kinh người hắn chưa hề nghĩ tới trên đời lại sẽ có như vậy kiếm cái này hắn cảm giác rất kỳ quái giống như chính mình đối mặt không phải một thanh kiếm mà là một vô cùng cường đại thiên trần đại tu hành giả mà tại này thanh kiếm bên cạnh còn có một vị ngồi tại hạt giấy phía trên áo bào đen nam tử hắn dung mạo lại làm giật huyền trong lúc nhất thời đều xem sửng sốt hắn đang nhìn áo bào đen nam tử lúc, áo bào đen nam tử cũng ngay tại quan sát hắn. Ở trên cao nhìn xuống. PS, cuối tháng A, gấp đôi nguyệt phiếu A. Cầu nguyệt phiếu. Trong vòng một đêm lại bị bạo sáu tên, quá kinh khủng. Lại nói hiện tại đệ tử trở lên fans giá trị, giống như mỗi tháng bỏ phiếu lúc không hạn phiếu, có thể có bao nhiêu ném bao nhiêu. Chương 429, lại thấy nhị tế tự. Cầu cuối tháng nguyệt phiếu. Dực huyền ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng sinh ra các loại phức tạp cảm xúc có sợ hãi có sợ hãi còn có không cam lòng ghen ghét loại hình cảm xúc hắn đối với chính mình dung mạo cho tới bây giờ đều là tự phụ chưa hề nghĩ tới chính mình sơ đến thiên trần liền sẽ gặp được một cái tại dung mạo phương diện có thế mang đến cho hắn cảm giác bị thất bại người chủ yếu nhất là đối phương rõ ràng tu vi không cao tuyệt đối là không bằng chính mình nhưng ánh mắt này lại là như thế kinh miệt mang theo cư cao lâm hạ thái độ nhưng hắn lại không thể không thừa nhận đối phương bên người cái kia thanh tuyệt thế chi kiếm đích xác mạnh đến mức không còn gì để nói hơn nữa từ hiện tại trạng thái xem, cái này người mặc dù tu vi không cao, nhưng này thanh tự mang khả năng hủy thiên diệt địa trường kiếm, tự hồ là nghe hắn hiệu lệnh. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bực này tuyệt thế thần binh, sẽ nghe theo một vị tu vi thấp như vậy hơi người tu hành hiệu lệnh. Này lệnh dực huyền hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Lộ tầm ngồi tại hạt giấy phía trên, cúi đầu quan sát trước mắt tên này tóc tím dị tộc, ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh, bức cách mười phần. Trên thực tế hắn trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc. Này tóc tím mắt tím, còn có này coi như không tệ nhan giá trị, không phải dực huyền sao. Lộ tầm ở trong lòng nói. Hắn đối với tên này dị tộc là có ấn tượng, kiếp trước bị các người chơi xưng là đẹp trai nhất dị tộc tới. Lộ tầm có tại diễn đàn trong thấy qua dực huyền hình ảnh, cùng với một bộ phận nhân vật tư liệu. Hắn xuyên qua thời điểm, này dực huyền cũng còn sống thật tốt, cũng không có bị người chơi vòng chết, cũng không có bị thiên trần đại lục người tu hành nhóm làm nằm sấp. Chỉ bất quá ấn tượng bên trong, khi đó dực huyền tựa như là có hơn 70 cấp A. Lộ tầm nghĩ đến cụ thể là bao nhiêu cấp, hắn cũng có chút nhớ không rõ, nhưng hắn có thể khẳng định là, dực huyền nhân vật đẳng cấp tuyệt đối tại cấp 70 phía trên. Mà bây giờ, hắn ném đi cái, trinh sát, đi qua, xem xét đến nhân vật đẳng cấp mới 61 cấp. Này bằng với là vừa vặn đột phá tới dị tộc bên trong đệ lục giai. Hắn phá cảnh như vậy nhanh sao? Lộ tầm có điểm buồn bực. Theo lý thuyết đi, đều đã đệ lục cảnh, tăng lên hẳn là rất chậm. Mà cái này dực huyền, giống như thăng còn rất nhanh đây cũng là làm lộ tầm cảm thấy hoang mang một chút các người chơi thăng cấp nhanh vậy thì thôi hắn luôn cảm thấy các dị tộc đột phá cũng có chút nhanh nhớ không lầm cái này dực huyền giống như thân phận rất đặc thù là cái kia tôn thượng con nuôi lộ tầm nhớ lại tôn thượng là áp đảo mấy vị tế tự phía trên tồn tại tại dị tộc bên trong có siêu phàm địa vị nói cách khác cái này dực huyền có thể sẽ rất đáng tiền đây là lộ tầm phản ứng đầu tiên căn cứ hệ thống phán định tại tiến hành ban thưởng lúc thân phận cũng là có nhất định tăng thêm. Nói cách khác, ví như Ma Tông là nhân vật phản diện lời nói, giống như lộ tầm vị tiểu sư thúc này tổ, mặc dù chỉ có 42 cấp, nhưng bởi vì thân phận tăng thêm, giết hắn về sau, ban thưởng điểm kinh nghiệm sẽ tăng gấp mấy lần. Cũng không biết cái này, tôn thượng, con nuôi, có tính không là cao cấp, thân phận. Lộ tầm đối với cái này có điểm đoán không ra, dù sao con nuôi thân phận này có điểm nói không rõ a à, cảm giác không trên không dưới, ngươi nếu là thân nhi tử tốt biết bao nhiêu a à hắn ở trong lòng lúc cân nhắc những thứ này thật đúng là hoàn toàn không có nghĩ qua tôn thượng cùng dực huyền ra sao cảm nhận cùng lúc đó lộ tầm từ góc độ này quan sát dực huyền ngay tại bắt hắn nhan giá trị cùng dịp tùy an tiến hành so sánh kiếp trước thời điểm dịp tùy an này vị mỹ lực chính đã xem như nam tính đợp cờ bên trong nhan giá trị đỉnh phong mà dực huyền được xưng là đẹp trai nhất dị tộc hai người liền tránh không được tại diễn đàn bên trên bị lấy ra tương đối nói như thế nào đây nếu như không cân nhắc hai bên trận doanh hoàn toàn chỉ từ nhan giá trị góc độ xuất phát. Có sao nói vậy, hai người này đích xác cân sức ngang tài, bất phân cao thấp. Nhưng cùng ta vẫn là kém cái cách xa vạn dặm. Lộ tầm tự luyến cười một tiếng. Hắn quay đầu nhìn kiếm khí cận một chút, nói, đi thôi. Cái này tự tóc lưu đến cuối cùng, trước đừng giết hắn. Kiếm khí cận phát ra một tiếng tiếng kiếm reo, liền giống như ngày thường, tự hồ là khó chịu tại lộ tầm lại tại mệnh lệnh chính mình. Nhưng cũng may nó cũng chính là kêu to một tiếng, nên làm chuyện sẽ phải làm nói thật, nơi đây đều là một đống sa điêu người chơi. nếu không có kiếm khí cận, thu hoạch cao gia dị tộc, trận chiến này căn bản không có cách nào đánh. mà đổi thành một bên, sa điêu các người chơi đang đánh vui sướng đâu. ha 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 ha. tử điện kia học được kỹ năng thật mạnh a. À. thoải mái đến thoải mái đến. này bức cũng rất cho lực a. À, các huynh đệ, vòng chết bọn họ. qua, này dị tộc mùi mùi eo hảo mảnh nờ, à, ta muốn bóc bạo nàng. má nó các dị tộc màu tóc đủ mọi màu sắc miễn nhiễm miễn bỏng coi như xong, chất tóc còn tới đến một cái tốt. Phát lượng cũng mật. Cảm giác có bị mạo phạm đến. Z.A. À. Gần vạn danh có phục sinh số lần xa điêu các người chơi hội tụ vào một chỗ, sở bạo phát đi ra sức chiến đấu cũng là kinh người. Mà rất nhanh, nơi đây liền sương mù bay. Sa điêu các người chơi thoáng cái liền ý thức được, tử điện ra tay sao. Này cho bọn hắn cảm giác cấp bách. Lộ tầm hiện tại mặc dù ở người chơi bên trong danh vọng thực cao, nhưng hắn cũng là có tiếng, có thể nhất đoạt quái nợp cờ. Mọi người đều biết, tử điện là đánh AOE tổn thương, hắn chuyển vận đồng dạng đều là phạm vi tính chuyển vận, đánh chính là đánh một đám, hoàn toàn không cho chúng ta lưu đường sống. Diễn đàn bên trên thậm chí đã lưu truyền ra một câu nói như vậy. Tử điện vừa ra tay, quái phân một nửa đi. Sự thật đúng là như thế, lộ tầm vũ kiếm cùng võ kiếm bên trong kiếm khí đã bắt đầu đại hiển thần uy. Mây mù lan tràn ở đâu, chỗ nào liền tách ra một đóa lại một đóa huyết hoa đầy trời kiếm khí như mưa to trút xuống, chỉ cần là cách hắn tương đối gần dị tộc, thoáng qua trong lúc đó liền sẽ bị những này kiếm khí cho miễu sát. Cái này khiến các người chơi đối với hắn quả thực là vừa yêu vừa hận. Yêu là bởi vì cùng tử điện cùng nhau tác chiến, có thể phát đến diễn đàn hóa trang bức. Hận đương nhiên là bởi vì mỗi lần đấu võ, liền cùng cá nhân hắn tú, ta căn bản liền không có trang bức cùng điên cùng thu hoạch điểm kinh nghiệm cơ hội. Nhưng cũng may lộ tầm vẫn là có như vậy điểm lương tâm, làm việc cũng có điểm mấu chốt. Hắn mặc dù đoạt quái, nhưng xưa nay không đoạt tàn huyết. Có chút dị tộc đi, người chơi thật vất vả đánh cho tàn phế, hắn liền không đi kiếm một chén canh. Mặc dù nói tia máu đoạt quái, căn cứ hệ thống phán định, cũng sẽ không cướp được hết thảy ban thưởng, nhưng hoặc nhiều hoặc ít còn là có thể chơi gái đi một bộ phận. Với ta mà nói, đê gia dị tộc mặc kệ là đầy máu tàn huyết, đều là trực tiếp dây, ngược lại không cần phải cho xa điêu các người chơi ngột ngạt. Lộ tầm ý nghĩ chính là như vậy đơn giản. Đặc biệt là tại lên tới 42 cấp về sau, hắn đã có chút bất mãn với giết đê gia dị tộc. Tìm thích hợp cao gia dị tộc luyện tay một chút đi. Lộ tầm bắt đầu ở trong đại quân dị tộc tìm kiếm khởi mục tiêu. Sau một khắc, hắn liền mộng. Kiếm khí cận, con mẹ nó ngươi là dây nam sao, ngươi động tác cũng quá nhanh đi. Lộ tầm ở trong lòng tức miệng mắng to. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, trong đại quân dị tộc, ngoại trừ kia 61 cấp dực huyền bên ngoài, còn lại cao gia dị tộc đều đã mệnh tan hoàn tuyền. Kiếm khí cận ở một kiếm một cái, giết đến quên cả trời đất giết giết, cũng chỉ còn lại có dực huyền. Về phần những cái đó đe gia dị tộc, tại không cần ra tay tình huống hạ, kiếm khí cận, tuyệt đối là kinh thường tại giết bọn nó. Nó hiện tại chính vây quanh dực huyền đi dạo đâu rồi, mũi kiếm đối hắn, hù dọa hắn. Dực huyền tại đánh chết kia tên lưng của thiếu niên là, thái độ là trêu tức. Ai có thể nghĩ tới mới trôi qua như vậy trong một giây lát, hắn liền bị một thanh kiếm lấy trêu tức thái độ đối đãi. Hắn hiện tại là hoàn toàn không dám động, là một nơi đây đại quân lãnh tụ, hắn ngay cả động đậy một chút cũng không dám này thanh kiếm mang đến cho hắn áp lực thật sự là quá nhiều hắn xem kia tên lưng của thiếu niên làm kiến hôi mà tại kiếm khí cận nơi này hắn lại cùng sâu kiếm có gì khác biệt lúc này dực huyền phát hiện nam tử mặc áo bào đen kia lại tại từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn là hắn làm này thanh kiếm làm như vậy sao hắn ở trong lòng nghĩ đến là hắn đang trêu đùa ta sao người đang sợ hãi tuyệt vọng thời điểm thường thường cũng sẽ dâng lên một loại khác cảm xúc vô năng cuồng nộ dực huyền hiện tại đã cảm thấy rất là nén giận nếu như không có này thanh kiếm, hắn xem như cái thứ gì? Đây chính là dực huyền bên trong ý nghĩ trong lòng. Nếu là xa điêu người chơi lời nói, khả năng giờ phút này đã ngửa đầu thét dài, cẩu tặc. Có bản lĩnh đơn đấu A. Lộ tầm ngồi tại trên hạt giấy, mở miệng đối với kiếm khí cận tôi nói, làm ta thử xem. Sau một khắc, hắn liền công về phía dực huyền. Tùy theo mà đến, còn có kia phiêu miễu mây mù, cùng với bên cạnh hắn lơ lửng mấy ngàn đạo kiếm khí. Dực huyền trong mắt co rụt lại, Tại kiếm khí cận ở bay xa thời điểm, lập tức nâng tay lên bên trong đoạn nhận, đón lấy lộ tầm. Ngươi đây là tại muốn chết. Hắn ở trong lòng cuồng hống. Tất nhiên, hắn cũng không dám hô lên thanh tới. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc này nếu là quá nhảy lời nói, đối phương nếu là thay đổi chủ ý, làm kia thanh kiếm đem chính mình làm thịt rồi nhưng làm sao bây giờ. Cái này người mặc dù tâm lý hoạt động thực phong phú, nhưng làm việc lại dị thường thận trọng. Dực huyền trong tay đoạn nhận lăn không vung lên, một đầu màu tím trường long liền như vậy sinh ra nó gào thét hướng về phía trước, cuốn sạch lấy này đầy trời kiếm khí, tại vân vụ bên trong sôi trào. Có câu nói gọi, vân tòng long, phong tòng hổ. Nhưng này mây mù cũng không phải là trên trời chi mây, chính là lộ tầm kiếm ý. Vũ kiếm kịp nhìn như vô hại, trên thực tế tại không ngừng suy yếu đầu này tử long. Nghịch thượng cổ ngũ hành đại trận, khởi. Lộ tầm tay phải vừa nhất, kiếm khí liền trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Một đạo lại một đạo kiếm khí hội tụ thành kiếm trận, sau đó tại không trung nổ bể ra tới đầu này tử long không chịu nổi gánh nặng, hóa thành màu tím lưu quang. Lộ tầm ngồi tại trên hạt giấy, bị dư ba cho đẩy lui, trên người mực khí vờn quanh, ánh mắt lại càng ngày càng sáng tỏ. 61 cấp dị tộc, quả nhiên đủ mảnh. Hắn ở trong lòng cho ra đánh giá. Lộ tầm cũng không có lùi bước ý nghĩ, tương phản, hăng hái của hắn trở nên càng phát ra tăng vọt. Đối thủ đủ mạnh, mới có thể nhìn ra chính mình cực hạn ở nơi nào. Hắn không nghĩ tới độc lập giết chết dực huyền. Nhưng ít ra muốn bằng mượn chính mình, làm hắn nhiều rơi điểm huyết điều. Cái loại này chỉ cần ngươi dám lượng thanh máu, liền thần đều giết cho ngươi xem quen thuộc cảm giác giác, lại trở về. Đừng quên, hắn kiếp trước thế nhưng là được xưng là táo bạo đại bổng hiệp nam nhân. Tử Long hóa thành điểm sáng về sau, lộ tầm mấy ngàn kiếm khí cũng theo đó mẫn diệt. Ngũ hành kiếm khí đồng dạng hóa thành điểm sáng, hướng bốn phía tản ra. Mà khi bọn chúng trôi hướng dực huyền thời điểm, lại tại thoáng qua trong lúc đó, bốc cháy lên. Thần hỏa. Ngọn lửa màu đen đột ngột xuất hiện, trực tiếp đem dực huyền cho vây lại. Âm ta. Hắn trong lòng giật mình. Lộ tầm nhìn một màn trước mắt, tán thưởng chính mình nói, hảo thủ đoạn. Nhưng mà, ngay tại hắn chiến đấu dục vọng tăng vọt thời điểm, trước mắt lại đột nhiên bắn ra một đầu nhắc nhở tin tức. Nói xác thực, không chỉ là hắn, đầu này nhắc nhở tin tức tại tràn hết thảy người chơi đều nhận được. Kiếm khí cận có phát ra một tiếng tiếng kiếm reo, rất rõ ràng cũng là cảm giác được cái gì. Nhắc nhở trong tin tức viết. Đinh. Xin chú ý, vị tộc trọng yếu nhân vật, nhị tế tự, phân thân, đã đến nơi này. PS, canh thứ hai, gấp đôi nguyệt phiếu cạnh tranh cũng quá kịch liệt, cầu nguyệt phiếu. Chương 430, phân thân cùng bản thể ma thuật đại tú. Trong cuộc chiến, lộ tầm lui về phía sau mấy trượng, kiếm khí cận thì nhanh chóng đi tới hắn bên người. Hắn kỳ thật có chút không hiểu, này nhị tế tự phân thân, vì cái gì còn dám tới. Hắn cũng không cảm thấy lấy nhị tế tự thực lực, sẽ cảm giác không đến kiếm khí cận, tồn tại nhị tế tự bản thể rốt cuộc mạnh cỡ nào, lộ tầm trong lòng kỳ thật cũng không có bao nhiêu khái niệm. Bởi vì kiếp trước đại chiến thời điểm, nhị tế tự đều là dây người chơi, thấy một cái dây một cái. Nhưng là hắn phân thân, tuyệt đối không phải kiếm khí cận đối thủ. Kiếm khí cận mặc dù bởi vì thanh mana trượt, không có mới vừa xuống núi lúc mạnh như vậy, nhưng cũng chỉ là hơi yếu một chút mà thôi. Theo lực lượng phương diện đến xem, này thổi phòng. Phi, là này phân thân vẫn như cũ chỉ có bị xuyên phá phần như vậy, nhị tế tự đã còn dám tới, hẳn là có chút cậy vào. Cũng không thể là ngàn dặm đưa a. À. Lộ tầm ở trong lòng nhã rảnh nói. Ngươi cho rằng là nhanh đưa oa oa đâu. Bởi vậy, hắn hiện tại rõ ràng cẩn thận một ít, cũng đối với kiếm khí cận tôi nói, đừng lớn lối như vậy, cũng đừng như vậy cùng, đợi lát nữa khiêm tốn một chút, thận trọng một chút, cũng đừng ra cái gì sai lầm. Kiếm khí cận đã phát ra một tiếng ngạo mạng kiếm minh. Bị, căn bản nghe không vào. Lộ tầm cười khổ, làm là thiên hạ đệ nhất kiếm tu yến ly bội kiếm hắn cùng yến ly cơ hồ là đánh thấp thiên hạ vô địch thủ gặp được địch nhân đều là một đường ép tới cho nên nó có chính mình kiêu ngạo cũng may cái kiếm khí cận mặc dù biểu hiện thực ngạo mạn nhưng ở lúc tác chiến vẫn là ổn trung cầu thắng không hề giống là thuận gió tất chơi xa điêu các người chơi giờ này khắc này lộ tầm ngồi tại trên hạt giấy nhìn hơi có vẻ chật vật giật huyền một chút nhíu lông mày vốn định bắt ngươi luyện tập tình huống bây giờ có biến ổn thỏa lý do vẫn là trước dây ngươi đi lộ tầm nghĩ đến hắn sợ dĩ lưu lại dực huyền chính là coi hắn là làm thí kiếm thạch nhìn xem chính mình bây giờ cực hạn ở nơi nào cùng lúc đó thuận tiện có điểm kinh nghiệm tỉnh cao gia dị tộc đều bị kiếm khí cận cho dây chính mình một chút kinh nghiệm cùng điểm cống hiến đều không được chia tất nhiên cũng chủ yếu là bởi vì dực huyền là tảng mở dày giết hắn thời điểm ban thưởng tám thành sẽ rất phong phú cái này khiến lộ tầm không nở bỏ lỡ nhưng tổng thể tới nói vẫn là ổn một chút cho thỏa đáng kết quả là hắn quay đầu lạnh lùng nhìn về dực huyền đối với kiếm khí cận, nói, giết đi. Kiếm khí cận hoặc lần này không có phát ra tiếng kiếm reo mắng hắn, bởi vì nó cũng biết được, theo nhị tế tự càng ngày càng gần, chiến cuộc đem thay đổi trong nháy mắt. Vụt. Kiếm khí cận gây đồng dực huyền trong nháy mắt liền sắc mặt đại biến. Khó chịu. Rất khó chịu. Vốn cho rằng thu được một lần đơn đấu cơ hội, kết quả cái này một thân áo bào đen nam nhân cũng chỉ cùng ta qua nhất chiêu. Đùa nghịch ta sao? Đây là đang trêu cợt ta sao? Dực Huyền cảm giác chính mình tâm tính lại sập, lại có chút nghĩ muốn vô năng cuồng nộ. Chỉ tiếc, kiếm khí cận, tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến suy nghĩ của hắn đều theo không kịp. Phẫn nộ ý nghĩ cũng còn không có theo trong đầu hiện lên, kiếm khí cũng đã tới gần. Bá. Một đạo thân ảnh như vậy xuất hiện, cái này người xuyên một thân áo choàng, lông mày là nồng đậm lông mày chữ nhất, người trung niên phổ xấu xí tướng mạo, chính là cách đi ra lộ tuyến nhị tế tự phân thân. Hắn quanh thân có ngọn lửa thiêu đốt lên, mười đầu hỏa long trong nháy mắt dâng trào mà ra muốn ngăn lại kiếm khí cận. Động tác như vậy nhanh. Lộ tầm không nghĩ tới nhị tế tự đến còn rất nhanh. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, nhị tế tự thế mà không có tùy thời mà động, mà là nghĩ muốn bảo trụ cái này dực huyền. Rất rõ ràng, dực huyền tuy chỉ là tôn thượng, con nuôi, nhưng thân phận cũng đã đầy đủ làm nhị tế tự liều chết che chở. Chẳng lẽ lại này phân thân chạy tới, liền vì cứu hắn. Lộ tầm suy tư. Nhưng hắn luôn cảm thấy là là ở chỗ nào. Dù là tôn thượng là áp đảo ba vị tế tự phía trên tồn tại, hắn một cái con nuôi, cũng không trở thành làm nhị tế tự nỗ lực như thế thật lớn đại giới A. À? Lộ tầm nhíu mày. Dực huyền cũng không phải là cái gì dị tộc thái tử, hắn còn chưa đủ tư cách. Việc này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Lộ tầm ngồi tại trên hạt giấy, thần thức hướng bốn phía lan tràn, người cũng căng thẳng, duy trì nhất cảnh giác trạng thái. Kiếm khí cận cờ liền có người ra tới cản trở, vẫn là bại tướng dưới tay của mình, trong nháy mắt liền nghiêng thân kiếm. Kiếm khí một nghiêng, trực tiếp tránh đi nhị tế tự như vậy một tránh kiếm khí liền không cách nào chém trúng dực huyền thế nhưng là kiếm khí cận kiếm khí sao lại cần chém trúng hắn đâu chỉ là kiếm khí sinh ra khí lãng cùng dư ba liền đầy đủ làm này dực huyền đã thương nặng đáng sợ khí lưu cuốn tới khí lưu bên trong còn mang theo từng tia từng tia kiếm chi dư vận nhị tế tự không kịp ra tay ngăn cản dực huyền cũng căn bản bảo hộ không được chính mình hắn bản năng dùng chính mình phía sau tự sắc quan cánh đem chính mình bao trùm quan dực trong nháy mắt liền bị xoắn nát một nửa còn thừa lực lượng trực tiếp đánh vào hắn người bên trên làm hắn kia mặt hắc giáp lồng ngực trực tiếp lõm vào cà xương cốt đứt gãy thanh âm là như vậy chói tai một kích này mang đến đau đớn lại là như vậy toàn tâm hắn kia trương tà dị yêu mị mặt trong nháy mắt liền vạn khúc sự thật chứng minh dù là lớn lên đẹp mắt chỉ cần biểu tình đủ biến thái vẫn là sẽ có vẻ rất xấu tốt a à, này không phải là hàng đầu chú ý điểm bây giờ đầu tiên phải chú ý là giật huyền kia phi tốc trượt thanh máu kiếm khí cận ở này một kiếm dư uy, trực tiếp liền làm dược huyền thanh máu thiếu đi 40%. Nhị tế tự quát to một tiếng, con hàng này vẫn như cũ chơi chính là pháp gia kia một bộ, miệng lẩm bẩm, vô tận ngọn lửa đều tại nghe theo hắn sử dụng. Chỉ bất quá cùng lúc trước kia không ai bị nổi tư thái so sánh, hắn hiện tại muốn tỏ ra buồn cười hơn nhiều. Bởi vì này vị pháp gia, quyền trượng, lúc trước một trận chiến bên trong, bị lộ tầm làm hỏng. Bởi vậy, đây là một vị liền pháp trượng cũng không có pháp sư. Mà mọi người đều biết, pháp sư tại thi pháp thời điểm là ưa thích vung vẩy pháp trượng nhị tế tự không có pháp trượng về sau này vung vẩy thói quen lại không có thể được đến thay đổi dẫn đến hắn hai tay tại không trung một hồi bắt loạn nhìn từ đằng xa đi cùng thi pháp vu bà tự như ngọn lửa cùng kiếm khí chạm vào nhau lực phá hoại bắt đầu hướng bốn phía lan tràn cách tương đối gần dị tộc cùng người chơi nhau nhau bay rớt ra ngoài lộ tiểu ngư cùng tiêu lung bao cũng đúng lúc tại cái phạm vi này bên trong lộ tầm từ đầu đến cuối có lưu một đạo thần thức tại các nàng trên người lúc này vung lên áo bào đen ống tay áo mấy đạo màu mực khí lưu hướng về phía trước lan tràn đem kia một vòng người chơi đều cho che lại trong cuộc chiến hắn trừ phi là đầu óc trúc không phải tuyệt không thể biểu hiện ra thích hợp tiểu ngư bất công người càng đối nàng bất công nàng càng dễ dàng nhận nhầm vào bởi vậy hắn không có lựa chọn đơn độc che chở nàng mà là đem kia cả một cái phạm vi đều cho bao phủ giờ này khắc này tiện thể bị cùng nhau bảo vệ các người chơi ngược lại là nhạc nở hoa a à, tử điện bảo vệ chúng ta Ha ha! Không cần mất máu. Lão tử đều chỉ có nửa quản máu, không chừng muốn giao lần phục sinh. Tử điện. Vĩnh viễn dọc thần. Lộ tiểu ngư hướng về lộ tầm phương hướng nhìn thoáng qua, trong lòng thở dài một hơi. Nàng thanh máu tình huống không phải thực lý tưởng, vừa mới kia một đợt dư ba, nếu như không khống chế tốt lời nói, nàng tám thành muốn giao lần phục sinh. Đều tản ra đi. Lộ tầm vận chuyển linh lực, đối với xung quanh người chơi nói. Nơi đây chiến trường, đã không phải người chơi có thể nhúng chàm. Nói xác thực, bọn họ chỉ cần tiếp tục tại khu vực này đứng, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lộ tầm dù là nghĩ bảo bọn họ, cũng không bảo vệ được mấy lần. Ngoại trừ cái khác mù kê nhi làm loạn chuyện xa điêu người chơi bên ngoài, phần lớn người chơi đều lui ra ngoài. Đối với loại này cứng rắn muốn tìm kích thích, chính là không lui lại, lộ tầm cũng không thèm để ý. Hắn không cần phải đem chính mình linh lực lãng phí ở chuyện như thế này. Giờ này khắc này, hắn bắt đầu vận chuyển thần hỏa, quấy nhiễu khởi nhị tế tự thần hỏa vốn là vệ hồn hỏa chuyển biến mà đến, hơn nữa từ lần trước trải qua có thể thấy được, thần hỏa so nhị tế tự điều khiển ngọn lửa cao cấp hơn một chút, có thế đối với những cái đó ngọn lửa tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Lộ tầm cảm thấy chính mình đánh một chút phụ trợ vị, còn là có thể đưa đến một ít tác dụng. Bá Kiếm khí cận, không còn lưu thủ, như lần trước đồng dạng, lấy lôi đình vạn quân thủ đoạn, chém về phía nhị tế tự. Lần trước làm hắn chạy, kiếm khí cận, cảm thấy chính mình tại võ kiếm trước mặt mất mặt, nó hiện tại vừa có cơ hội, liền muốn hảo hảo thay đổi hiện một chút chính mình, bằng này đổi lấy võ kiếm ưu ái. Bây giờ, chính là rửa sạch nhục nhã thời điểm. Xì. Kiếm khí cận, xuyên qua biển lửa, cũng nhất cử đánh nát nhị tế tự quanh thân vòng bảo hộ. Trường kiếm một mặt chợt đâm vào nhị tế tự lồng ngực. Cái này khiến ở vào nhị tế tự phía sau giật huyền trực tiếp liền mộng. Vốn tưởng rằng chính mình cứu tinh đến rồi, kết quả lúc này mới ba kiếm công phu, liền bị giết. Này thanh kiếm hắn mũ rốt cuộc là cái gì a? À? lộ tầm ở vào cách đó không xa nhớ mày luôn cảm thấy hết thảy quá thuận lợi theo tình thế trước mắt xem thật tựa như là nhị tế tự không xa vạn dặm chạy đến nơi đây sau đó hào đưa một đợt đầu người đúng là mẹ nó phóng khoáng a nhưng âm lệ nhị tế tự rõ ràng liền không phải là người như thế cái này cũng hoàn toàn không phù hợp hắn tác phong trước sau như một mặc dù lão tử hủy hắn hai kiện dị bảo nhưng cũng không nên như thế phía trên a cả người bị xuyên thủng nhị tế tự hai mắt sung huyết trên người có một chút điểm sáng hướng ra phía ngoài bốn phía hắn mảnh gian hai cánh tay, vô cùng ngọn lửa đem nơi đây bao vây lại. Kiếm, cuối cùng chẳng qua là kiếm. Không có sự kiếm người, cuối cùng thiếu chút thủ đoạn, a, à, hắn khàn giọng mở miệng. Kiếm khí cận, chợt chấn động, chuẩn bị dùng kiếm khí đem này cho triệt để hủy diệt. Ngọn lửa hướng về phía trước bao khỏa, hết thảy trước mắt tựa như là một trận long trọng ma thuật biểu diễn tú. Sau một khắc, ánh lửa liền đem nhị tế tự cùng cái kiếm khí cận cho triệt để thôn vệ. Đồng quy vu tận. Lộ tầm nhìn có loại cảm giác này. Nhưng đây không có khả năng làm bị thương các kiếm khí cận, đây chính là bị dưỡng kiếm thuật thai ngén đến cực hạn kiếm. Lộ Tầm cảm thấy không có đạo lý. Sau một khắc, ánh lửa tiêu tán. Kiếm khí cận gật lại không biết kết cục ra sao. Giờ này khắc này, cái nào chỗ chỉ còn lại có xuyên áo choàng, không bị thương chút nào nhị tế tự. Cái này sao có thể? Kiếm khí cận gọi làm sao lại không biết kết cục ra sao, mà hắn vì cái gì lại đột nhiên trở nên lông tóc không thương. Nhưng theo các trinh sát ném ra ngoài, Lộ tầm lập tức rõ ràng tại sao lại xuất hiện như vậy một màn. Cùng lúc đó, nhất làm cho hắn cảm thấy rung động chính là, trước mắt người này, căn bản cũng không phải là nhị tế tự phân thân. Đây là nhị tế tự bản thể. PS, bản nguyệt phiếu lại bị bạo bốn tên, tự bế bên trong.